Nhất định anh sẽ cưới em, vợ chồng mình sẽ rất là hạnh phúc. Ai mà thèm làm vợ anh chứ. Nhớ là không thèm đó nha. Vụ tía mổ có khó khăn gì không em? Khó khăn gì hả anh? Thì chi phí thuốc men. Dạ, em với anh hai á cũng đã lo được rồi. Anh làm gì vậy? Sao lại đưa cái này cho em? Anh đưa cái này cho em để em lo cho tía. Anh đừng có làm như vậy. Anh làm như vậy em giận anh đó. Ừ, vậy thôi. Nhưng mà có chuyện gì phải nói cho anh biết đó. Em à, từ đây cho tới lúc anh đi, anh còn nhiều chuyện phải làm lắm. Chắc có lẽ hai đứa mình ít gặp nhau đó. Anh cứ lo công việc đi, rồi có gì á thì anh cứ nhắn cho con Noa. Chiêu tướng nè, đi đâu? À, xuống tượng về thủ nè. Thủ thì lên ngựa tấn công tiếp. Từ hồi cha sanh mẹ đẻ tôi tới giờ mới thấy có người đánh cờ một mình như ông vậy đó. Thì thích đánh cờ mà không có người chơi cờ cùng với mình thì mình đánh mình thôi. Chứ không lẽ rảnh rỗi rồi cứ ngồi ngắm bà suốt sao? Cái ông này vô duyên. Đi đi, đi con nào nữa. Tôi nghĩ cũng tội nghiệp anh Tư quá ông à. Ông trời sao mà ông cứ chiêu hạng cho người nghèo hoài vậy không biết. Ôi bà nói chi ba chuyện đó. Ai cũng có số có phần hết. Trời kêu ai nấy dạ thôi. Ôi ý mèn ơi, mới nhắc mà ảnh qua tới kìa. Ông ra ông đỡ ảnh coi. Bệnh hoạn mà đi đâu không biết nữa. Anh Tư khỏe không? Khỏe không mà đi qua bên đây vậy? Ơi, nằm hoài sợ mục xương. Nhớ anh chị đó qua đây nó dốc hồi cho đỡ buồn. Nhớ tụi tôi mà đi đứng kiểu này sao vui được. Có gì thì nhắn tụi nhỏ nó qua kêu tôi qua chơi cũng được mà. Rồi rồi. Thôi vô, anh vô nhà chơi nghe. Dạ, vô nhà uống nước anh Tư nha. Đi anh. Dạ, vợ chồng tôi cũng mới nhắc anh tức thì cái là anh qua tới à. Dạ. Nói nào ngay nó hổng rẻ tôi nằm tôi cũng suy nghĩ dữ lắm. Anh suy nghĩ gì vậy? Tôi nói sao mà ông bà không về xô tuôn cái tôi đi phất cái cho rồi. Chứ để mà bệnh hoạn vậy đó, vừa cực thân vừa khổ con cái. Anh phải sống vui sống khỏe để cho mấy đứa nhỏ nó lo, rồi mình sống vui khỏe với tụi nó vậy mới hay hơn. Ông nhà tôi nói đúng đó anh. Anh bây giờ là phải sống vui tươi yêu đời, phải có sức khỏe để mà còn lo dựng vợ gả chồng cho sắp nhỏ nữa. Thì tôi cũng muốn vậy, nhưng mà giờ tình cảnh vậy đã không biết tính sao đây chứ. Không à nghe, không có sao trăng gì hết trơn à nghe. Nhiệm vụ của anh bây giờ là gì? Là phải nghỉ ngơi, là phải bồi dưỡng để sức khỏe nó tốt nhất. Rồi sau đó vô bệnh viện gặp bác sĩ giỏi, người ta lắp cho anh một trái tim, nó sẽ đập đâu đó ổn định đàng hoàng. Để sống vui với con cháu, vậy là tốt, không có suy nghĩ gì hết nghe. Anh Tư nè, biết đâu lúc mà anh có trái tim mới á, cái anh rước thêm bà nữa. Để bà ăn uổng tuổi già đúng không? Anh chị cứ chọc tôi hoài. Mà nghe nói đó là chi phí mổ xẻ đó là nhiều tiền dữ lắm. Biết sao bây giờ? Lo cái gì ba cái vụ tiền bạc. Khổ tụi nhỏ chứ. Anh lo gì? Sức khỏe của anh là gia tài của hai đứa nhỏ đó. Đúng rồi đó anh. Nó tốn một á, mà nó kiếm lại 10 đó, có gì đâu mà anh lo. Nè, nè qua đây chơi được, mà có ngồi được không? Có ngồi lâu được không? Đánh vài ván cờ được không? Cờ thì được chứ. Được phải không? Vậy tôi với anh đánh vài ván nghe. Rồi. Bây giờ hai ông ngồi đây đánh cờ ha. Tôi vô nhà sau nấu ấm trà mới nghe.
Uống cà phê đi anh ruột. Hàng quá sao rồi mày? Hàng thì lúc nào cũng có sẵn, đã ổn định hết rồi. Anh cứ yên tâm, những chuyện đó cứ để cho em lo. Tốt. Đợt này mình sẽ tung ra một số hàng lớn. Ủa, sao anh ruột nói với em là từ từ, sợ gì nó nghi? Trời thương mình rồi, thằng nhóc này nó sắp đi nước ngoài 2 tháng. Đây là cơ hội để mình làm ăn. Dạ. Anh lo gì? Sức khỏe của anh là gia tài của hai đứa nhỏ đó. Nó tốn 1 á, mà nó kiếm lại 10 đó, có gì đâu mà anh lo. Biết vậy rồi, nhưng mà để tụi nó chạy giải tiền bạc làm sao tụi yên tâm cho được. Vậy bà Bảy có tính tiền lời không? Ừ, thì giờ bà cho mình mượn đủ số tiền mình cần. Bà tính tiền lời hả? Vậy bà tính sao anh? Một á, là anh Hải đi bán lúa non cho bà để trả nợ. Còn hai là khi thu hoạch xong cắt lúa bán để trả vốn lẫn lời cho bà. Sao mà rẻ vậy? Coi bộ đám lúa của mình lần này trúng dữ lắm á. Em có buồn anh không? Buồn cái gì hả anh? Thì anh chưa nói được với má chuyện của tụi mình trước khi anh đi công tác. Có gì đâu anh, miễn sao á anh thương em thật lòng là được. Nhiều lúc em suy nghĩ á, em không cần anh phải cưới em, chỉ cần mình ở bên nhau nuôi dạy con nên người. Đối với em đó là hạnh phúc. Đâu có được. Tụi mình sẽ cưới nhau, để mọi người còn biết tụi mình đã yêu nhau như thế nào. Anh yêu em nhiều lắm Mỹ Lan à. Ờ, mà anh thích con trai hay con gái? Đối với anh, trai gái gì cũng được hết, đều là con của mình mà. Đàn ông mấy anh á, xạo lắm. Lúc hỏi á, thì con trai hay con gái gì cũng được, nhưng khi mà sanh con gái rồi á, thì không thèm ngó ngàng gì luôn á. Hay quá ha. Ở nhà giữ gìn sức khỏe đó. Biết rồi, có nhiều đó mà nói tới nói lui mấy trăm lần luôn. Mấy trăm nè? Mấy trăm? Nhột em, nhột. Mấy trăm không? Đừng có làm vậy, đụng tới con bây giờ á. Ừ, thiệt hả? Ừ. Có sao không? Em giỡn á. Qua bên đó, anh sẽ gọi điện thoại về nhờ thư nhắn cho em nha. Anh cũng sẽ viết thư về cho em nữa. Ai thèm? Thèm. Ê, con đó. Tha cho em đó. Nhanh nhanh lên tụi bay, tụi mày để cho gọn nghe. Anh Năm, chuyến hàng này mà trót lọt hai anh em mình phất luôn á. Nhanh nhanh nha mấy đứa. Vậy là nó cũng đi rồi. Mong là nó sẽ quên được con bé đó. Ê mày, con nhỏ hôm bữa tên gì vậy mày biết không? Hoa hay con Hoài? Con gì đó tao quên cái tên, hình như là con Hoài thì phải. Đúng không mày? Đúng rồi đó. Anh Tài à? Anh Sinh đâu rồi? Rộng á. Sinh ơi, có người kia. Em Sinh ơi. Anh Sinh, anh Sinh ơi.
Ủa sao tao nghe nói tên hoài mà. Nhanh đi anh. Tao nói mày con Hoa. Có chuyện gì vậy? Bác Từ. Bác Từ bị mờ xỉu rồi. Con Lan nó đưa bác Từ vô bệnh viện rồi đó. Mày nói sao? Ủa gì vậy? Ủa sao trời. Rồi em đi bằng gì? Đi tụi nó đi. Chạy tụi nó đi. Sao? Chạy bộ hả? Chạy đỡ đi. Vậy em đi nha. Lẹ đi. Thằng Sinh đi đâu vậy? Ông già nó bệnh chạy về coi sao. Đang giờ làm việc nó bỏ đi đâu? Trời. Thì nghe ông già nó bệnh nó chạy về nó coi. Làm gì vậy hả? Nhưng nó đi đâu? Nó phải Sinh. Trời ơi. Dạ khó khăn. Mẹ nó. Công nhận bọn Nhật làm việc căng thật chứ. Cái gì mà bắt đầu lúc 8 giờ sáng kết thúc lúc 8 giờ tối. Ai mà chịu cho nổi trời. Nghe nói đi nước ngoài tưởng sướng, ai ngờ giống như đi hành xác vậy đó. Thì xong lớp học có chương trình đi du lịch mà, mày nói gì? Đến lúc đó chắc tao chết mất tiêu rồi quá. Ê, ê. Sẵn chiều nay nó cho nghỉ một buổi, mình đi quán bar uống bia cho chú biết với người ta. Thôi mẹ ơi, tao mệt quá. Làm gì qua đây có mấy ngày, cái mặt rầu rầu buồn như thúi ruột vậy. Không hiểu sao mấy bữa nay tao không gọi điện thoại cho Mỹ Lan được. Mỹ Lan? À, cái cô mà đã cướp mất linh hồn của thằng bạn tao đó hả? Tao đang rầu thúi ruột, mày giỡn hoài hả? À, nhớ rồi. Hình như ba của cổ phải mổ tim gì đó phải không? Ừ, biết vậy. Nhưng mà không liên lạc được. Tao thấy lo quá. Trời đất. Ba người ta bị như vậy, người ta phải lo cho ba của người ta. Hơi đâu ngồi chỗ chờ điện thoại của mày. Mệt vì quá. Thôi, không nói chuyện với mày nữa, tao đi tắm. Không biết tế Mỹ Lan sao rồi nữa. Mà giờ mình cũng không làm được gì. Bực mình quá. Thằng kia tắm lẹ tao còn tắm nữa đó. Chú Năm à, thằng Dĩ nó có gọi điện về không? Mấy bữa nay á. Dạ có. Nhưng mà bữa cậu Dĩ gọi về thì lúc đó chị đang ở Sài Gòn. Mấy chuyện kia chú sắp xếp tới đâu rồi? Chị yên tâm, em đã tính toán đâu vô đó hết rồi. Tôi cứ lo cho nó. Không biết nó có thể quên được con nhỏ đó không? Làm tôi khó nghĩ quá. À, rồi mấy cái vụ hỗ trợ phân và thuốc cho bà con nông dân tới đâu rồi chú? Dạ, bà con mình cũng phấn khởi lắm chị. Nhưng mà có điều mình làm vậy thì doanh thu của mấy đại lý tháng này bị giảm. Thì nó cũng nằm trong đó chứ đâu. Bà con thu hoạch rồi cũng sẽ trả tiền lại cho mình thôi mà. Dạ. À, với lại chú cũng coi, chú nhắc với lại ở bên nông nghiệp xã nữa nha. Có chuyện gì hả? Tại trước khi đi, thằng Dĩ nó có nói với tôi. Nó nghi ngờ gì, nó thấy có một số đám ruộng bị rầy nâu đã kháng thuốc cũ, phải xài thuốc trừ sâu mới thì mới có hiệu quả. Thuốc cũ càng phun mà diện tích lớn á, thì bà con mình lại càng tốn tiền nhiều. Chắc không sao đâu chị, năm nào cũng vậy. Ừ, thì tôi chỉ nhắc chừng vậy thôi. Cái chuyện mà mình hỗ trợ bà con làm ăn tốt thì mình sẽ mau thu hồi vốn thôi. Dạ, em biết rồi chị. Năm nay á, thì mình chỉ thí điểm thử vậy thôi. Nhưng đầu vụ sau á, thì mình phải tính toán kỹ nha. Mình phải hỗ trợ phân nè, giống cho bà con. Vừa quản lý tốt mà năng suất nó cũng cao nữa. Dạ. Tôi đi đây, chú làm việc đi nghe. Bác Tư, cẩn thận tí. Bác Tư nghe con dặn nè. À, bây giờ bác Tư vô nằm nghỉ ngơi đi. Con chạy về lo công chuyện, xong rồi con chạy qua bác Tư liền. Rồi rồi, về lo công chuyện đi, bác về tới nhà là khỏe à.
Dạ con về luôn nha bác Tư. Bác Tư giữ gìn sức khỏe nha bác Tư. Anh cảm ơn hai đứa nhiều nha. Dạ không có gì. Tí vô đây nghỉ nè tí. Cảm ơn hai ông bà nhiều nha. Không có hai ông bà chắc hai anh em tôi mệt luôn á. Trời ơi Lan này, ơn nghĩa ơn nghĩa ơn nghĩa ơn nghĩa cái gì. Bây giờ chuyện cần lo bây giờ là đợi cho bác Tư khỏe nè, xong rồi mình tổ chức ăn nhậu tưng bừng một bữa, bãi sái nhậu cho bệnh luôn. Trời đất ơi, ông khùng hả? Bác Tư bệnh mà nhậu nhậu cái gì? Ăn mừng mà. Mừng mừng cái đầu ông á, ăn nhậu hoài, tối ngày nhậu hoài. Thôi tôi về nha, có gì hú nha. Ờ Noa nè, chiều chiều á có gì rảnh chạy qua đây nha, tao có chút chuyện muốn nhờ mày. Hiểu rồi, có gì chiều tao qua hen. Vậy nghe. Sau cũng về luôn nha. Có gì chiều chiều sau rảnh sau cũng chạy qua chơi chung luôn. Ủa. Cảm ơn hai người nhiều nghe. Không có gì. Cô Thư. Dạ chào chú Năm. Hôm qua giờ cậu Dĩ có gọi điện về không? Dạ không. Cô Thư. Dạ. Đi đâu vậy? Dạ con đi đưa bức thư của cậu Dĩ gửi cho Mỹ Lan. Cái gì? Dạ một bức thư chuyển phát nhanh. Ừ, cho tôi mượn chút. À, nếu mà tôi mượn cái thư này lại thì có sao không? Chú Năm nói gì con không hiểu. Cô thấy giám đốc Dĩ như thế nào? Dạ cậu Dĩ giỏi giang, ga lăng và còn đẹp trai nữa. Thì cô thấy đó, cậu Dĩ tài giỏi, đẹp trai, nhà giàu nữa, thì làm sao mà có thể đi mê một đứa nhà quê như Mỹ Lan được. Còn trẻ, ham chơi, chắc là cậu Dĩ chỉ muốn qua đường với con nhỏ này thôi. Thiệt hả chú? Con thấy Mỹ Lan cũng đẹp mà. Nhưng mà bà chủ không có chịu cái chuyện này, hiểu chưa? Ờ. Và cậu Dĩ cũng sắp có vợ ở thành phố rồi. Dạ. Vậy con phải làm sao đây chú? Thì cô phải nghe lời tôi. Trách nhiệm của tôi với cô là phải giúp bà chủ ngăn chặn cái chuyện này lại. Chặn bằng cách nào chú? Bằng cách là không để những cái lá thư này tới tay người nhận. Ờ. Và tất cả những cái cuộc điện thoại mà gọi cho cô á, thì cô có chuyển máy trực tiếp cho tôi hoặc là cho bà chủ. Nhớ, không được tự tiện nhắn tin cho bất cứ ai hết. Dạ. Cô cứ làm như vậy đi, làm tốt sẽ được thưởng. Dạ con biết rồi chú. Xét cho cùng, mình làm những cái chuyện này không nên, nhưng mà biết sao bây giờ, mình làm là giúp cho bà chủ, phận tôi tớ mà. Cho nên cô không được tiết lộ chuyện này cho bất cứ ai hết. Dạ con biết rồi. Khổ tâm lắm, làm như vậy là không có đúng. Làm việc đi. Dạ con biết. Tía à, tía dậy ăn miếng cháo rồi uống thuốc nha tía. Để đó lát tía ăn. Tía à, tía phải ăn liền cho nóng, chứ mới mổ xong là mất sức lắm đó tía. Bác sĩ dặn là phải ăn nhiều, với lại uống thuốc đầy đủ thì mới mau khỏe được. Tía dậy đi biết tía. Biết rồi mà. Tía à, tía dậy ăn đi mà nha tía. Con đỡ chưa? Tía à, tía thấy trong người ra sao rồi? Khỏe rồi, để đó tía tự ăn. Ủa mà rồi bữa nay không đi làm sao? Bữa nay á, con xin nghỉ để ở nhà lo cho tía. Tía à, tía phải ăn hết tô cháo này, chứ nếu không á, là con buồn đó nha.
Tí biết không, bác sĩ á khen tía quá chừng. Gặp người bình thường á là cả tháng trời cũng chưa bình phục. Tía à, tía ráng mau khỏe để đờn cho con hát nghe tía. Cầu gì đó sao lâu nay tía không thấy ghe? Dĩ nào hả tía? Thôi đừng có làm bộ, tía biết hết à. Chuyện tình cảm mà không ai cấm cản được đâu. Chỉ có điều làm thân con gái phải biết giữ mình nghe không? Sau này không khéo khổ cả đời. Dạ. Ê, cái chuyện hôm trước tao nhờ mày sao rồi? Tao nói thiệt với mày nha, ở văn phòng á, trừ một mình anh Dĩ dễ thương ra, còn bao nhiêu là cà chớn hết trơn á. Làm sao? Cà chớn làm sao mày kể tôi nghe đi. Chuyện là như vậy nè. Chị ơi. Trời đất ơi, làm cái gì hết hồn vậy? Dạ tại em vô nãy giờ em kêu mà chị không trả lời, em tưởng đâu chị bị điếc. Vô đây có việc gì không? Dạ cho em hỏi là có thơ của con nhỏ bạn em tên là Mỹ Lan không chị? Thư nào? Dạ thư bên nước ngoài gửi về cho Mỹ Lan. Thư của Mỹ Lan, mắc mới gì tới cô mà cô hỏi hả? Dạ tại bạn của em nó sợ bị thất lạc cho nên nó nhờ em vô đây hỏi giùm. Thư cái gì? Ở đây là công ty chứ đâu phải bưu điện. Mà tôi cũng đâu phải bưu tá đâu, đâu có nhiệm vụ để đưa thư cho cô. Dạ em xin lỗi. Không ấy chị coi chừng nào có thì chị báo giùm em nha chị. Đi về đi, khi nào có tôi đưa. Ở ngoài trời nóng quá, vô đây nhìn mặt chị lạnh mà rung luôn. Trời, vô duyên. Dạ em hơi bị vô duyên, em đi nha chị. Mới sáng sớm gặp toàn cái thứ gì đâu không? Thí cướp. Bực mình hết sức. Tao nói thiệt á, không phải vì mày á, là tao cho con nhỏ đó một bạt tai à. Chắc chưa có đâu, chứ có là người ta đã đưa rồi. Mà mày á, mày với lại ông sâu á, cứ đi tới đâu á là gây sự tới đó là sao? Gây sự gì? Cái này đúng thôi chứ. Cô tôi vậy? Tới kìa. Này ông linh dữ hả mày? Có gì vậy? Gì vậy sao? Có cái con gì nằm đây nè. Móc ra giùm. Móc mắt ông ra hả? Ê, bà khùng hả? Vậy bà. Có cái con gì nằm ở trong mắt tôi nè, bà móc ra giùm. Minh. Cái gì? Wow. Mày. Cô gái đẹp bốc lửa luôn mày. Dẹp đi mẹ ơi. Suốt ngày mẹ coi nè. Cái gì? Trong tài liệu này người ta ghi rất rõ biểu hiện kháng thuốc của đầy nâu. Tưởng chuyện gì thì cũng giống như con ngựa vậy đó, uống điếc thuốc rồi nó lợn chứ có gì đâu. Ruộng lúa ở quê tao có biểu hiện y như vậy, tao đã nghi rồi. Thì bây giờ mày ngồi đây mày có giải quyết được gì đâu. Lạ là tao gọi điện thoại và hỏi thăm, mọi người vẫn nói là bình thường. Trời ơi, mày đang sợ rầy tấn công em Lan của mày đúng không? Chứ người ta đã nói bình thường thì là bình thường, có gì đâu mày lo. Tao lo lắm. Nói như vậy rồi lỡ bị rầy tấn công có nước chết, không có thuốc nào cứu kịp đâu. Không có thuốc nào cứu kịp thì khỏi cứu đi. Mệt thì quá, tao đi ngủ trước. Không, không,
thể không. Mà sao nãy giờ mở cửa lâu dữ vậy? Tôi đứng ngoài đây nóng muốn chết luôn vậy đó. Em xin lỗi, để em xách đồ vô cho. Vô nhà đi chị. Ngọc dạ. Ánh, con chào bác. Trời ơi, tưởng mai con mới tới chứ. Dạ, tại sáng nay con nóng ruột quá cho nên con nhảy lên xe đi luôn. Chà, sao bác xuống dưới quê mà bác vẫn đẹp quá vậy? Thôi vô nhà nói chuyện nha. Chắc đi xe mệt lắm phải không? Dạ. Hey. Tía. Tía ráng uống thuốc vài ngày nữa là khỏe nha tía. Tía thấy trong người sao rồi? Nè, khỏe nhiều chưa tía? Tía ăn hết cháo rồi nè. Khỏe hơn mấy cái bữa mới mổ. Dạ. Chị tía nằm nghỉ đi, tôi đi làm à. Nè. Dạ. Nhớ về sớm mà con. Tôi biết rồi, tía nằm nghỉ đi. Lan ơi Lan. Dạ con chào bác Tư. Anh Sinh. Lan ơi. Lan ơi. Nó trọng á. La hét hoài mày. Lẹ tía, lên. Tía ở nhà nghỉ ngơi rồi ngó giùm con cái bếp nha. Con chạy ra thăm ruộng chút rồi đi làm luôn. Con đi nha tía. Đi cẩn thận á. Dạ. Con. Dạ. Ở đây là bác có ba cơ sở. Cái kho phân bón là ở đằng kia. Rồi một cái xưởng đan lát thủ công mỹ nghệ nữa. Còn đây là nhà máy xây lúa. Mai mốt là con phải phụ với Triệu Dĩ cai quản cho bác đó nghe. Dạ. Ủa mà sao con thấy ở đây không có nhiều người vậy bác? Ở dưới quê mà. Buổi sáng người ta ra ruộng, trưa mới bắt đầu vô làm việc con à. Ủa sao kỳ vậy? Việc nào phải ra việc đó chứ. Nè cậu ơi. Dạ bà chủ rồi con. Sao mọi người đâu hết rồi? Dạ con cũng không biết nữa. Sáng nay thấy mọi người kéo ra ruộng hết trơn rồi. Thôi cậu về làm việc đi. Dạ chào cô, dạ chào chị. Đi với bác, đi thăm một số nơi nữa. Bây giờ mình sẽ qua xưởng đan lát thủ công mỹ nghệ nghe. Anh hai ơi. Ở bên đó cũng lắm. Dạ, xin lỗi. Anh Sinh ơi, cô đi đứng mắt mũi để đâu vậy? Anh hai ơi. Có chuyện gì vậy? Anh hai ơi, ở ngoài đồng. Gậy sao? Em sao vậy? Lan ơi. Lan. Có chuyện gì vậy? Lan. Lan nó sao vậy Noa? Chắc nó bị trúng nắng quá anh Sinh. Lan. Đây coi, để má sức miếng dầu cho nó coi. Sao mà, trời ơi, sao tự nhiên mà lạnh ngắt như vậy nè. Mặt nó tái mét vậy có sao không má? Má cũng không biết nữa. Mà nó lạnh ngắt sao bay còn quạt chi nữa. Dạ con không sao đâu. Xỉu lên xỉu xuống vậy mày nói không sao? Tụi bay cũng lanh trí đưa nó về đây đó. Chứ đưa qua bên anh Tư á, tội nghiệp cho ổng. Ổng cũng đang bệnh hoạn ở bển. Vậy rồi có cần uống thuốc men gì không bay? Dạ không. Con không uống đâu. Con không sao. Thôi, để má vô lấy thuốc cảm sốt cho nó. Dạ. Con nói con không sao mà. Mày tối ngày cứ không sao không à. Con Noa nè. Dạ. Chuyện sao vậy? Kể rõ ràng đầu đuôi nghe coi. Ruộng lúa chết hết rồi anh Sinh ơi. Mày nói cái gì? Nói rõ ràng lại coi. Hồi sáng á, em với con Lan ra đồng á, thấy mấy cây lúa bị đầy nó bụi đen hết trơn rồi. Mày lo cho nó giùm anh cái. Anh hai. Anh Sơn. Anh Sơn. Thuốc này con. Dạ. Uống liền đi. Dạ. Bay cầm nước cho nó. Dạ. Uống liền đi. Đây mày hạ họng ra đi, tao đổ thuốc vô cho. Cái gì mà nhiều thuốc quá vậy?
Thì bây nói thuốc dứt đầu, thuốc nóng lạnh, thuốc sổ mũi, thuốc đem ra cho luôn hết trơn đó. Vậy giờ tôi khỏi đi. Uống lần cho mau hết bệnh, mày hả họng đi tao đổ vô cho. Tao không uống đâu. Dạ con khỏe rồi, con tỉnh rồi, con không sao đâu. Thôi con ráng đi con. Uống rồi giờ sao? Hay má đem vô má uống luôn đi. Cái con nhỏ này. Con quên. Má đem vô trong má cất đi. Mày đỡ chưa? Tao không sao đâu mà. Anh hai, anh ngồi nhậu ở đây mà nãy giờ em đi kiếm anh đó. Kiếm làm cái gì? Mày không ở nhà nằm nghỉ, còn coi chừng té nữa kìa. Tí ngủ rồi. Giờ mình tính sao đi anh hai? Tính cái gì nữa? Mất sạch hết rồi. Thì rầy nó cũng mới bu thôi mà. Em nghĩ chắc là còn chữa được á. Chữa gì nữa mà chữa? Mày không nhớ mấy năm về trước hả? Gầy chỉ bằng 1/3 bây giờ thôi, mà cái gù mình nó tiêu tùng rồi. Hồi chiều nè, tao nghe người ta nói ở xã bên kia gầy nó phá lúa sạch hết 2/3 rồi. Anh hai à, em nghe nói á, ngày mai ở trên xã đó, người ta phổ biến cho bà con phòng chống dịch rầy nâu gì đó. Nó căng hết mẹ rồi phổ biến cái gì nữa. Thì cứ để em đi coi coi làm sao, cứu được cái gì hay cái đó mà anh hai. Anh hai, anh hai đừng có uống nữa được không? Bây giờ là lúc mình phải bình tĩnh để còn tính chuyện nhà nữa chứ anh hai. Tính cái gì nhưng mà tính hả? Anh hai, đừng có uống nữa được không? Bây giờ anh hai muốn uống đúng không? Để em uống cho anh hai coi. Đi đây. Uống cái gì mà uống? Mày đi về đi. Dũng Quán, tính tiền. Lan, Lan. Tội nghiệp con nhỏ, lặn lội xuống đây mà không có thời gian dẫn nó đi đâu chơi hết. Cái thằng Triệu Dĩ này thiệt là tệ. Anh hai ơi. Xin lỗi, xin lỗi. Anh hai ơi. Đúng rồi, đúng là con bé đó rồi. Mình đã ngờ ngợ. Nó cũng xinh xắn, hèn gì mà thằng Triệu Dĩ. Nghĩ càng thương Ngọc Anh. Alo Thư hả? Ờ, chừng nào chú Năm vô thì nói qua gặp bà nghe. À,
Dạ chị ơi, dạ dạ em có thư không chị? Cô là Mỹ Lan phải không? Dạ đúng rồi, em là Mỹ Lan. Trước khi đi á, cậu Dĩ dặn tôi á là có thư từ gì á sẽ báo ngay cho cô. Nhưng từ lúc cậu đi tới giờ á, cậu đâu có nói gì tới cô đâu. Cậu chỉ gọi điện thoại về một lần nói chuyện về công việc thôi. Dạ, vậy em cảm ơn chị. Nếu có thư từ gì thì nhắn giùm em nha. Em cảm ơn chị. Ủa, Mỹ Lan. Dạ, chào chú Năm. Vô đây tôi nói chuyện chút. Lan ngồi đi, Năm hỏi thăm chút. Dạ. Dạ, có chuyện gì không chú Năm? Tía khỏe chưa? Mấy hôm nay Năm tính ghé thăm, nhưng mà công việc Năm lu bu quá. Dạ, con cảm ơn chú Năm, tía con cũng đỡ nhiều rồi. Vậy mừng quá em ha. Dạ. Ừ. À, mà ruộng nhà mình á, có bị sâu rầy gì không? Dạ cũng có, bị cả làng mà chú. Năm nay xui xẻo thiệt, nhiều chuyện xảy ra quá. Nè. Dạ, cảm ơn chú Năm. Em qua đây để hỏi thăm tin tức của cậu Dĩ phải không? Dạ. Chú Năm có biết tin tức gì của ảnh không chú Năm? Biết chứ. Ảnh giờ sao rồi hả chú? Thì từ lúc cậu Dĩ đi tới giờ có gọi về đúng một lần, hỏi thăm linh tinh, rồi hỏi thăm sức khỏe mọi người. Nhưng mà sao không thấy nhắc Lan. Con người mà, xứ lạ quê người, cảnh đẹp người đẹp nhiều lắm, chắc là lạc lối rồi. Mỹ Lan à, ở đời mà, những người mà vừa đẹp trai, vừa tài giỏi, vừa giàu có, vừa hào hoa nữa, thì cái chuyện yêu đương với họ giống như là cái chuyện giỡn chơi vậy. Khó mà yêu ai thật lòng được đâu. Tại Lan biết sao không? Người ta dành hết thời gian, tâm sức của người ta nghĩ vô sự nghiệp rồi, hiểu không? Cũng không trách người ta được. Mấy cái chuyện này khó trách được lắm. Phải chi cái tình yêu đó đến với những người mà đứng tuổi á, nó sẽ đẹp lắm. Còn những người trẻ tuổi mà, thiệt là cũng khó. Cái người trẻ tuổi họ coi tình yêu giống như là cái trò giải trí vậy. Dạ. Dạ nếu không có chuyện gì nữa, con về nghe chú Năm. Lan nè. Năm vẫn biết là sự thật thì mất lòng đó. Thôi coi như Năm chưa nói đi nha. Cho Năm gửi lời thăm tía nghe. Dạ cảm ơn chú Năm, con về. Chết chắc rồi ông ơi. Ủa, chết cái gì mà chết? Thì còn gì nữa đâu, lúa chết ngoài đồng hết rồi còn gì. Mới đầu xịt á thì thấy bớt bớt mấy con rầy, còn giờ xịt vô á thấy mấy con rầy hình như nó càng khoái nữa. Tôi đang rầu quá, nợ nần chồng chất cả đám à. Ủa mà chú nợ công ty Phú Vĩ hả? Ừ, nợ Phú Vĩ cũng nhiều mà không có lo. Người ta cho kéo qua tới vụ sau. Ba cái nợ hồi đầu mùa, công xạ nè, công cấy, rồi công cày nữa, toàn là tôi đi vay hết không à. Vay nợ, người ta nói cuối mùa trả, lúa mới bị rầy, mà bây giờ nó vô xiết nợ nhà mình,
Thật là thất đức à. Xanh ơi, Lan ơi, có nhà không? Dạ. Là cô hả? À, dì Bảy, dì Bảy, có gì ở ngoài này nói chuyện đi. Dạ. Hai anh em cô liệu mà tính thì đó, lo mà trả tiền cho tôi đó. À, nợ cái gì dì Bảy? Cái khoản kia mới vay chưa có tới thời hạn mà trả gì dì Bảy? Thì tôi nói trước cho biết vậy đó, chứ cái tình hình này là tôi thấy không ổn rồi. Cô cậu á, nếu mà lo tiền trả cho tôi sớm đi. Dù gì tới hạn anh em con cũng trả cho dì mà. Chứ giờ dì la sùm vậy, tía con đang bệnh tội nghiệp tía con lắm. Anh em con á, cũng có công ăn việc làm đàng hoàng, trước sau gì á thì cũng trả hết cho dì mà. Thì dì đừng có thì, lo nghe. Thì tôi nói vậy đó, lo mà trả nợ cho tôi đi. Cái gì ồn ào quá vậy Lan? Tôi qua đây nói cho anh em cô cậu biết á, lo mà trả tiền nợ cho tôi đi đó. Nợ nần gì? Đã tới ngày đâu mà gì qua đội. Cho người ta mượn tiền á, lấy lại danh trời dưới đó không à. Thấy người ta có chút khó khăn á, dí tới dí lui, ăn ở gì đâu thất đức. Mấy người như vậy á, coi chừng bị quả báo à. Anh hai, thôi đi. Cậu nói cái gì? Chứ không phải mấy người năn nỉ tôi mới cho vay. Bây giờ tính nói lật lọng hả? Thì đồng ý là tôi thiếu nợ gì thiệt. Nhưng mà đã tới ngày đâu, vậy đi về đi. Khi nào tới ngày á, tôi cầm tiền qua trả cho dì, không thiếu một cách đâu. Đừng có ép người ta quá đáng như vậy. Cậu, anh hai à, dì Bảy à, thôi dì Bảy về đi. Rồi tới ngày tới tháng á, tụi con sẽ mang tiền qua trả cho dì Bảy. Dì Bảy đừng có lo nghe. Nói như nhỏ này mà dễ nghe đó. Làm sao thì làm, lo mà trả nợ cho tôi đó. Thôi dì Bảy về nghe. Anh hai nè, cái gì cũng ào ào hết trơn á, tía nghe được á thì khổ đó. Mày biết cái gì? Mấy người như bà hiền quá, bà đè trên đầu mình đó, biết không? Thôi mệt quá, anh hai ở nhà đi, em đi công chuyện chút. Đi rồi nhớ về sớm với tía đó. Em biết rồi. Ông làm gì vậy? Leo dừa. Công nhận, có điều tôi ngưỡng mộ bà thiệt chứ. Hồi nãy hả, nãy giờ tôi tập tôi leo lên trượt xuống, vậy mà hồi nãy bà leo lên bà hái trái dừa, bà leo lên kịch bà hái xuống. Tôi ngưỡng mộ bà ghê vậy đó. Hình như bà có cút khỉ hay sao á. Vô duyên quá. Nè uống đi. Cảm ơn bà nha. Mấy bữa nay ông đi đâu mất bèo à? Tôi đi công chuyện. Uống chung đi cho vui. Mấy hôm nay tôi đi gom lúa nè, chuyến này là chuyến cuối cùng luôn rồi. Ba cái vụ rầy riết này á hả, rầu quá à. Không biết hả, lúa mùa này có đâu mà làm nữa. Lúa tơi tả trơn à. Nhà tôi với nhà Lan á, chắc còn chừng đựng nữa. Rồi mai mốt á, lúa mà trổ bông ra, chắc nghi hộp nào hôm nay lép xẹp quá à. Nhìn mặt bà là biết lép rồi. Uống miếng coi. Thôi tôi lấy tôi uống luôn cho, để khum vô uống kỳ quá. Tôi hỏi thăm nè, mấy bữa nay bác Tư sao rồi, khỏe chưa? Còn Lan đâu rồi, sao không thấy vậy? Lan đâu rồi? Sức khỏe của bác Tư cũng rề rề vậy đó, có chịu bồi bổ gì đâu. Còn Lan á hả? Không rề, nó buồn hiểu buồn hiu ông ơi. Làm gì mà buồn? Ông hỏi vậy mà cũng hỏi nữa. Nghĩ đi, hoàng tử đi công tác đúng không? Rồi bác Tư á, mới vừa qua cơn bạo bệnh, rồi ruộng vườn bị vậy nữa. Tôi nghĩ nếu mà là ông á, chắc ông tự tử từ 8 đời trước rồi đó. Làm gì tự tử? Mình làm người mà, sống đừng có nên bi quan vậy chứ. Làm gì tự tử? Tôi dặn bà luôn nè, mình á là bạn thân, bà coi coi nhà Lan có gì á thì lấy hết sức mình, giúp đỡ hết sức, hết lực của mình có, giúp hết. Mình bạn thân với nhau mà đừng có tiếc nuối những chuyện đó, hiểu không? Về lát. Gì vậy? Trời, bữa nay ông tốt vậy, lát hồi trời mưa mắc mưa bệnh giờ về lấy lên. Bà làm quá à, làm như tôi bạn xấu không bằng vậy á. Đó, linh ghê. Trời luôn ghê á. Trời, trời mưa thiệt ta. Thôi đi về. Về lẹ đi ông ơi, mắc mưa giờ quá. Đó không nổ luôn.
ghê dữ ta. Tí ăn đi tía. Coi cái thằng ăn đi à, có sức đi làm, có mấy miếng à cứ gấp cứ bỏ hoài. Tí ăn đi. Mà rồi còn có mấy con gà đó, không chịu để nó đẻ đó, rồi gầy thêm bầy nữa. Bầy ăn riết là tiệt giống luôn à. Dạ, ở ngoài còn mấy con mà tía, tôi tự gầy cũng được. Bây giờ tía đang bệnh nè, tía phải ăn nhiều vô cho có sức nó mới khỏe được. Mà cái con Lan này nó đi đâu à, tới giờ này cũng không chịu về để cơm nước. Con để dành đồ ăn cho em chưa? Dạ, con có để cho nó ở chổng rồi. Tía đừng có lo, nó qua nhà con Noa nó đi đâu đó chơi có gì đâu. Chút nó về nó đói nó tự lục ăn, có gì đâu mà tía lo không biết nữa. Nè, nhà có chuyện gì hai anh em bay giấu tao phải không? Có gì đâu tía, không có gì đâu. Tía biết tính tôi mà, lỡ như mà có chuyện gì á, cái tôi la làng la sớm lên vậy á, không có để trong bụng được, khó chịu lắm. Ruộng của mình không rày sao? Không biết có chuyện gì không mà không rày, tía thấy lo quá. Tía tính đi ra ngoài thăm ruộng, mà rồi mấy nay đó còn mệt quá, đi chưa nổi. Tía. Tía đừng ra đó, sức khỏe tía đang không được tốt. Tía ở đây đi, ra đó mệt mỏi lắm. Với lại ngày nào tôi với anh Lan cũng ra thăm ruộng hết á, tía ra làm gì? Tía, tôi nói tía nghe nè. Kỳ này cái vụ này mà trúng á, lúa mình chắc nịch à. Kiếm được nhiều tiền vụ này ha, tôi mua chiếc xe Honda, chở tía lên huyện chơi ha. Tía làm gì nhìn tôi dữ vậy? Tôi nói thiệt mà, tía không tin tôi hả? Tôi no rồi, với lại sắp tới giờ đi làm nữa. Tía ăn đi, tôi đây làm à. Tía không ăn đi, làm gì ngồi thẫn thờ ra vậy? Ăn đi rồi lên giường nghỉ, tôi đi làm nghe tía. Đi. Ủa anh Tư. Dạ chị Bảy. Nghe nói anh mới mổ tim mà sao anh khỏe quá vậy? Y học bây giờ nó hiện đại dễ sợ khen. Dạ khỏe đâu khỏe chị Bảy ơi. Ta nói nằm nó cũng đau, đi nó cũng đau. Thì thôi tôi ráng tôi đi để coi nhân tình thế thái nó ra sao mà. Nhìn anh mà tôi biết anh mổ tim á là tôi chết liền á. Chị Bảy à, con tôi á, nó vay tiền của chị nhiều không vậy? Nhiều chứ sao không nhiều. Nó nói là nó vay cho anh để anh mổ tim chứ còn gì nữa. Dạ tôi biết. Nhưng mà rồi tụi nó có hứa với chị ra là cuối mùa lúa này nó trả. Mà rồi chưa đâu tới đâu mà tôi nghe chị làm cái gì sùm hết vậy đó, coi bộ không hay lắm. Sùm cái gì mà sùm? Tôi có nói cái gì đâu mà anh nói là tôi sùm. Thì lúa của anh á, đầy nâu nó ăn hết trơn hết trọi rồi. Hả? Bây giờ chỉ còn có cái đống rạ không mà anh lấy cái gì mà anh trả nữa cho tôi. Nhưng mà chị Bảy ơi, nợ thì dứt khoát phải trả. Tôi còn sống sờ sờ đây mà. Tía con tôi hứa sẽ trả hết nợ cho chị mà. Anh nói rồi đó nghe. Anh dạ. Nói là anh phải giữ lời đó. Dạ rồi. Nè anh chạy đi đâu mà dữ vậy? Đi từ từ thôi, cẩn thận đó. Ơi, mới tháng trước còn xanh mơn mởn mà sao bây giờ như vậy hả trời?
sao mấy con giấu tía như vậy? Trời hại con tôi rồi, tôi hại con tôi rồi. Thanh thản nghe tía, chắc là giờ này tía với má cũng được gặp nhau rồi. Con xin lỗi tía, con xin lỗi tía vì trong thời gian qua con đã làm cho tía phải buồn. Con hứa với tía, sắp tới con sẽ sống tốt hơn, con sẽ lo cho Út Lan tốt hơn. Tía ơi, tía ơi, Lan ơi, mày bình tĩnh lại đi. Lan, mày như vậy hoài làm sao mà có tư nghĩ hả Lan? Đừng khóc nữa. Bình tĩnh nha Lan. Thôi mà có Lan, sâu ở đây mà. Bình tĩnh đi. Đừng khóc nữa mà. Tía ơi, ê, mày làm gì mà như khỉ ngồi cục than vậy? Không hiểu sao từ tối hôm qua đến giờ bụng tao như lửa đốt vậy. Tao không biết có chuyện gì xảy ra không nữa. Mày á, coi bộ yêu lòng dữ rồi nha. Mới có một tháng mà đã đốt lửa lòng rồi hả? Không phải, tao có cảm giác kỳ lạ lắm. Từ hôm qua đến giờ tao gọi điện thoại về hoài mà không được. Thôi dẹp đi mày, tào lao không à. Có chuyện gì á thì nhà mày báo tin cho mày rồi. Mà đốt lửa lòng á thì lấy cái này mà dập tắt nè. Thôi kệ, tao nghe lời mày. Để coi cái thứ này có dập tắt được hay không. Vô. Diêu tướng à, anh đi đâu? Anh đi đâu? Chắc chắn là anh ra ông tướng đúng không? Muốn đi ra ở bên nào? Cái rơ của anh là tôi biết anh ra bên đây rồi. Ra bên đây nè, đúng chưa? Đây nè, cú này là anh thua chắc nè. Chiếu tướng, nè, hết đường chạy, thua phải không? Thua rồi, rồi uống đi. Nè, uống nè ha. Ông làm cái gì mà từ chiều tới giờ tôi thấy ông cứ sắp tới sắp lui cái bàn cờ vậy ông? À, giờ còn ai chơi với tôi nữa đâu. Phải tự chơi thôi, đúng không anh Tư? Nghĩ cái đời anh Tư thiệt khổ. Còn trẻ thì làm lụng tối mặt để nuôi cha mẹ. Chưa hết tang cha mẹ thì vợ lại qua đời. Một mình gà trống nuôi con. Con cái nó lớn khôn chưa kịp hưởng phúc thì ảnh đã bỏ đi trước. Anh chơi kỳ quá. Anh bỏ tôi, anh đi trước. Giờ tôi cu ki còn có mình à. Tôi chỉ biết chơi cờ có mình tôi thôi. Anh chơi vậy, anh chơi được không? Anh cư xử vậy được không anh Tư? Hả? Tía má ơi, con qua bên nhà anh Lan nha tía má. Thôi, con qua bệnh cho nó đỡ buồn nghe con. À, mà nè, nhớ kiếm cái gì vui vui nói chuyện cho nó khuây khỏa, chứ đừng có nhắc ba cái chuyện buồn nghe. Dạ con biết rồi.
Ừ, đem cơm qua bển cho nó ăn đi. Đem qua con đi, đi con. Nha tía má. Má, má coi chừng tía đừng có cho tía uống nhiều quá nha má. Biết rồi, con đi đi, để đó má. Vậy là ông cũng đã đi. Tôi không kịp tới để tiễn ông đi. Giờ thì tôi đốt cây nhang này mong hồn ông mau siêu thoát. Nhưng có chuyện này ông phải hiểu cho tôi. Tôi sẽ tìm cách giúp đỡ các con ông. Nhưng nếu để Mỹ Lan làm dâu nhà tôi, điều đó không thể xảy ra được. Xin đừng giận tôi. Đợi người ngắn ngủi thật. Vậy mà mày đừng có như vậy nữa mà Lan. Bác Tư mà biết bác Tư buồn lắm. Tao không sao, tại tao thương tía quá. Tao nhớ tía tao lắm. Tía tao cả đời khổ cực, lúc nào cũng cô đơn một mình, đến khi chết cũng chết tức tưởi một mình ngoài ruộng. Phải chi hôm đó có tao ở nhà thì tía tao đâu có một mình đi ra ruộng. Thôi, chuyện cũng đã qua rồi. Con người ai cũng có số hết. Biết đâu á, ông bà với bác gái muốn tía mày ra đi trên mảnh ruộng của nhà mày thì sao? Sáng giờ mày có thấy anh hai tao đâu không? Từ hồi ở ngoài mộ về tới giờ tao không có thấy ông đâu hết. Chắc là anh buồn quá, lại đi nhậu nhẹt nữa rồi chứ gì. Thôi, để tao lấy đồ ăn cho mày ăn. Tao không thấy đói. Từ hôm qua tới giờ mày có ăn cái gì đâu. Không đói cũng phải ăn chứ, ăn để có sức khỏe, để thực hiện mơ ước của bác Tư với ruộng với vườn nhà mày nữa. Nếu như mà mày quỵ xuống á thì ai mà lo đây? Bây giờ tao còn quá nhiều thứ phải lo. Thôi, để tao lấy đồ ăn cho mày ăn nha. Nè, mày ngồi xuống đây với tao đi. Cái gì? Mỹ Lan à,
Nếu như bây giờ mày cần khóc á, thì mày cứ khóc cho đã đi. Cứ khóc hết nước mắt, khóc cho nhẹ lòng, để rồi ngày mai còn vững vàng mà bước tiếp nữa nha Lan. Nợ ơi, lấy cho tôi chai rượu đi. Cậu uống nhiều quá rồi, thôi về nghỉ đi. Sai quá sao mà về? Bà nghĩ sao vậy? Nhìn mặt tôi vậy mà sai hả? Chị cứ vô lấy cho tôi chai rượu đi. Hay là chị sợ ăn xin thì không có tiền đâu mà? Tôi không có ý đó. Thấy cậu uống nhiều quá rồi, với lại khuya rồi. Tiền nè, bà nghĩ sao giờ mà khuya vậy? Bây giờ chị muốn đi nghỉ ngơi đúng không? Thôi được rồi, cứ đông ra cho tôi chai rượu, rồi để đó cho tôi. Rồi chị muốn làm gì chị làm, đừng có quan tâm đến cuộc đời của con sinh này. Thôi mà cậu. Chị cứ lấy cho tôi đi, rồi tôi cầm rượu đuôi gì hay. Tôi không có làm phiền chị đâu, chị sợ. Tôi sợ cậu luôn á, để tôi đi lấy cho cậu. Trời ơi, giờ này cũng còn chưa dậy nữa. Anh hai, anh hai. Để ngủ. Dậy đi làm đi anh hai. 4-5 ngày nay á, anh toàn nhậu không à, không có làm gì hết. Vậy sao được hả anh hai? Mệt mày ghê, nhức đầu quá. Làm gì nữa mà làm? Làm chứ sao không làm. Bây giờ á, là lúc cần phải làm nhiều hơn nữa chứ anh hai. Tao nhức đầu quá. Tại anh uống nhiều quá mà. Ủa, mà nó không ngủ với mày hả? Thì nó ngủ với em 1-2 bữa thôi. Nó còn phải lo chuyện nhà nó nữa chứ. Anh nó mà cứ nghỉ hoài á, người ta đuổi anh bây giờ đó. Ai dám đuổi tao? Đúng rồi. Ủa? Ai mà dám đuổi anh Sinh chứ? Dạ, chú Năm mới qua. Anh Sinh là thợ giỏi nhất nhà máy mà. Chú qua đây làm gì? À, tôi qua thắp cho tía cây nhang. Anh Sinh cứ nghỉ ngơi ở nhà vài bữa đi, cho tinh thần nó thoải mái. Chứ mà tinh thần vậy sao làm việc được? Dạ thôi, chú Năm ở chơi với anh hai con. Con xin phép đi làm. Em đi nha anh hai. Ừ, thôi Năm đi luôn. Anh Sinh, chiều ra quán nhậu đầu làng nha. Tôi có chuyện muốn bàn với anh chút. Giờ anh cứ nằm nghỉ ngơi đi. Ủa Lan. Ủa, dạ chị Mai. Em chào chị. Chị có nghe bác Tư mất mà không sao về được. Chị về mấy bữa rày rồi mà lu bu quá, chưa qua thăm em, thắp nén nhang cho bác Tư nữa. Dạ, chị về là em mừng rồi. Em giao cái xưởng này lại cho chị đó. Trời đất, em định nghỉ luôn hả? Làm sao mà nghỉ được chị. Em trả cái chức quản lý này lại cho chị thôi. Bây giờ mà có bao nhiêu hàng là em làm hết. Không kịp là em đem về nhà làm thêm. Trời ơi, làm gì mà làm dữ vậy? Để làm cho chết hả? Em làm sao mà chết được. Làm cho vui. Với lại ráng kiếm tiền để dành trả nợ ruộng vườn nữa. Thôi vô em. Rồi anh có biết không, người yêu thương em nhất trên đời này, anh có thương em được giống như tía không hả Triệu Dĩ? Anh đi đã hơn 1 tháng rồi, bao nhiêu chuyện xảy ra mà sao anh không có tin tức gì cho em hết vậy Triệu Dĩ? Không biết giờ này anh đang ở đâu, đang làm gì, có nhớ tới mẹ con em không?
Em không tin anh là loại người như Năm Hương đã nói. Nhưng sao mà anh bận tâm vậy? Phải chi bây giờ có anh ở đây, để em được gục đầu vào vai anh mà khóc cho thật nhiều, để quên đi những đau khổ trong lòng em. Còn con chúng ta phải làm sao đây? Dù thế nào đi nữa, em cũng sẽ nuôi dạy con của chúng mình thật tốt, để nó không phải sống khổ cực. Em đang buồn lắm, nhưng em vẫn mong là mình sẽ vượt qua được những khó khăn đang ập đến gia đình em. Em mong anh trở về. Anh Dĩ ơi, nay kêu tôi ra đây có chuyện giùm chú Năm. Từ từ. Anh cứ ăn đi. Nè, có chuyện gì chú nói thẳng đi. Chắc là định chửi tôi cái vụ mấy ngày nay tôi không đi làm ở nhà máy chứ gì. Bậy. Gia cảnh của anh như vậy thương cổn hết. Chú gọi gì vậy? Đừng có gọi như vậy, nghe kỳ lắm. Kỳ cái gì mà kỳ? Tôi không thích. Thôi được, được rồi. Tùy anh. Tùy xin ha. Vậy xin ăn đi. Chủ quán. Dạ. Lên bia đi. Không có gặp xin thời gian ngắn thôi mà lên đô dữ ghi. Lên đô gì chú ơi, tùy theo đang ngồi dài thôi. Nè, tôi nói thiệt ngang, chú có cái gì muốn nói với tôi thì chú nói đi. Đừng có để tí nữa tôi nhậu vô, tôi xỉn tôi nằm một chỗ như cục đất, có nói tôi cũng không nghe được đâu. Năm muốn nói cho xin nghe về chuyện em Lan. Cái gì? À, xin lỗi nha chú, tôi không muốn nghe cái chuyện đó. Liên quan tới thằng Triệu Dĩ chứ không có liên quan tới Năm. Cái gì? Ừ. Sao có thằng Triệu Dĩ ở đây nữa? Đó thì có Năm mới nói nè. Nói thiệt, Năm rất là quý sinh Năm mới nói à. Chứ người khác Năm không nói. Quý tôi hay là quý con Lan? Nói thẳng mẹ ra đi. Úp úp mở mở hoài mệt mỏi quá. Ủa vậy xin chửi Năm mà. Xin phải tin một điều là Năm quý cả hai luôn. Nhưng mà cái chuyện em Lan thích thằng Dĩ á là bà Ba Xuân bà biết. Thì sao? Thứ nhất á là bà Ba Xuân bà không thích thằng Dĩ quen với em Lan. Bà nói là nhà cậu nghèo quá, không có xứng. Thứ hai ha, là thằng Dĩ nó chỉ đùa cợt với em Lan thôi. Mẹ nó, tôi chửi chửi ba cái lũ nhà giàu kìa. Mấy thằng nhà giàu lúc nào cũng khốn nạn hết. Xin cũng biết mà, thằng Dĩ là công tử ăn chơi có hạn. Mà thôi đi, cái chuyện ăn chơi là cái chuyện đàn ông mình cũng có thể bỏ qua được. Nhưng cái chuyện này nó mới tài đình nè. Chuyện gì nữa? Xin có nhớ cái con nhỏ mà đẹp đẹp mà nó bận áo đầm, cái hôm bữa mà nó đi chung với bà Ba Xuân vô nhà máy đó. Năm điều tra được, nó là vợ sắp cưới của thằng Dĩ đó. Thiệt vậy hả chú Năm? Chứ không lẽ tầng tuổi này mà Năm đi gạt sinh à? Nghe nói nó là con của ông bác sĩ nổi tiếng gì gì ở Sài Gòn á. Mẹ nó, nhìn mặt nó hiền hiền, tưởng đâu nó thiệt tình. Thiệt tình cái gì? Mẹ nó. Mà nè, hôm nay chú kêu tôi ra đây á, chỉ để nói chuyện đó thôi hả? Dĩ nhiên là không phải. Nhưng mà từ chuyện này nó mới dần lên qua chuyện khác. Chuyện gì? Chú nói nghe coi. Giờ mình làm một ly đi cho nó ngọt. Đó, rồi Năm sẽ nói tiếp. Bà Xuân á,
bà không có muốn có mối quan hệ này. Nhưng mà hơn hết là em Lan. Bây giờ tôi với Sinh phải ngăn cản cái mối quan hệ này. Mình không thể để cho em Lan, cho cái thằng điểu cán đó đùa cợt lừa gạt. Chú cứ nói hết đi. Ngăn cản thằng Dĩ thì Năm đã có cách rồi, nhưng mà phải với điều kiện là Sinh phải giúp Năm mới được. Nè, mình làm được cái chuyện này á là bà Ba Xuân bà thưởng không có ít đâu. Rồi cũng từ cái chuyện này á, Năm muốn nói là Sinh á đi làm ăn cùng với Năm luôn. Năm không có để cho Sinh thiệt thòi đâu. Năm nghe nói đâu là tía cậu mẫu tim, rồi với cái vụ rầy gì đó, gia đình mình cũng nợ không có ít ha. Nè, tôi trả lời thẳng với chú luôn. Thứ nhất, cái chuyện mà chú rủ tôi theo chú làm ăn gì đó, tôi sẽ suy nghĩ lại. Còn thứ hai, cái chuyện mà chú nói tôi cấm con Lan quen thằng Triệu Dĩ, chắc chắn điều đó tôi sẽ làm. Phải làm chứ. Tôi làm điều đó không phải là giúp chú đâu nha, không phải là vì chú đâu. Uống đi, không sai không mới về. Bình thường cái gì mà bình thường? Một mình mày làm bằng cả xưởng á. Bộ mày định làm hết gì không cho mọi người làm luôn hả? Thì biết làm cái gì bây giờ? Ngồi đan cho đỡ buồn, với lại kiếm được đồng nào đỡ đồng đó. Làm gì thì làm á, cũng phải biết giữ gìn sức khỏe. Tao thấy lúc rài mày ốm đi nhiều rồi đó. Ừ, tao biết rồi. Mà dạo này mày có tin tức gì của anh Dĩ không? Không, chẳng thấy gì hết. Đi á là biệt tâm luôn. Rồi mày có qua công ty hỏi không? Tao qua mấy lần mà cô thư ký nói là không có cả thư lẫn điện thoại. Kỳ vậy ta. Mà nếu như có, người ta đã chuyển cho mày rồi. Không lẽ anh Dĩ anh có chuyện gì rồi... Trời ơi, chắc không có đâu. Chắc là anh bận việc quá thôi. Mà có khi nào á giật đổi sao dời ảnh quên tao luôn không? Trời, con khùng nè, đừng có suy nghĩ tầm bậy. Tao thấy anh Dĩ không phải là người như vậy đâu. Ừ, thì biết như vậy, chứ giờ cũng đâu làm được gì hơn đâu. Ê Lan. Ông Sâu rủ á, chủ nhật này lên huyện chơi, mày có đi không? Thôi, mày đi với ổng đi. Tao không đi đâu, tao vô trước à. Má khỏe mà. Sao? À, thì cũng bình thường. Ở bển sao con? À, tối ngày hả? Thôi phải giữ sức khỏe nghe, để làm việc tốt chứ. Ba cái vụ sâu rầy đó chú Năm lo rồi. Bình thường không sao đâu. Chú Năm có kinh nghiệm mà con lo về chuyện này. À rồi, à con, Thím Thanh á, Thím Thanh có nhờ con cho dùng cái số điện thoại của ông Hưng á. Cái ông hồi trước mà cũng bên doanh nghiệp mà làm việc với má đó. Ủa con có sẵn số ông ở đó hả? Ở đâu? Số điện thoại ở trong trong mấy cái sổ làm việc của mình á hả? Cuốn nào con? Cuốn cái cuốn đen mà có cái viền cam đó hả? Rồi nhớ giữ sức khỏe, mọi chuyện ở nhà bình thường. Rồi yên tâm ha. Rồi
Nguyễn Văn Thanh. Đây. Cây viết đâu? À, cây viết đây. Dạ, em chào chị ba. À, chú ngồi đi. Chú đến tìm có chuyện gì vậy? Dạ, giờ bà con nợ tiền công ty nhiều quá. Chị tính sao chị? Biết tính sao giờ. Bây giờ mình có đòi thì bà con cũng có tiền để trả. Tôi nghĩ là hay để vụ sau đi, rồi mình sẽ tính toán với bà con nha. Dạ. Chú Năm à, cái chuyện tôi nhờ chú nó làm sao rồi? À, chị yên tâm đi, khi mà cậu Dĩ về thì mọi chuyện đâu đã vào đó hết rồi. Ủa, hình gì vậy chị? Bực mình quá luôn à. Thôi tôi mệt quá, tôi lên phòng nghỉ ra. Dạ. À, có chuyện gì chú cần đi thì cứ đi đi ha. Dạ. Không bao lâu nữa, tụi bay sẽ biết tại tao. Anh Hai. À, sao mày không ngủ đi, ngồi đó làm chi nữa? Thì em ngồi đây á, vừa làm vừa ngồi chờ cửa anh nè. Sao dạo này á, ngày nào anh cũng nhậu hết vậy anh xin? Nhậu cho đời nó bớt khổ chứ béo bộ gì đâu. Anh nhậu á thì em cũng không có nói gì, nhưng mà dạo này á em thấy anh hay nhậu với ông Năm Hương á, em không có thích đâu á. Mày nói Năm Hương phải không? Rồi bây giờ tao ngồi đây tao nói chuyện với mày nè. Nhậu với người xấu á để tao thấy được người xấu hơn. Anh nói gì vậy anh xin? Người xấu với người xấu hơn là sao? Thì nhờ chơi với anh cha Năm Hương à, nhờ nhậu với anh cha tao mới biết được nhiều chuyện, mày hiểu không? Có chuyện gì á thì anh nói cho em nghe đi. Sao? Trên đời này tất cả đều xạo hết, không có thằng nào sống thật. Trời. Nhưng mà nè, chẳng thà như anh cha Năm Hương đi, mình là người xấu đúng không? Tự nhận mình người xấu, lúc đó tao thấy dễ chịu hơn à. Có chuyện gì á thì anh nói đầu đuôi cho em nghe đi. Còn xỉn quá thì anh vô ngủ đi. Rồi. Chứ nói vậy ai mà biết cho được. Anh Hai mày không có xỉn nha. Anh Hai mày không có xỉn. Tao đang nói về thằng Triệu Dĩ của mày. Triệu Dĩ gì? Mà của em chứ. Có chuyện gì vậy anh Hai? Tao nói cho mày biết, nó không phải là người tốt đâu. Nè, mày có nhớ cái con nhỏ mà bữa trước bà Sơn bà dắt vô nhà máy không? Ừ. Con nào? Thì cái con mà hôm bữa đi với bà Sơn đụng mày trong nhà máy đó. À, em nhớ rồi. Mà sao hả anh Hai? Tao nói cho mày biết, nó là vợ sắp cưới của thằng Triệu Dĩ đó. Bữa đó bà Sơn bà muốn dẫn tới để bà giới thiệu cho mọi người biết đó là con dâu của bà. Vậy mà anh em mình ngu quá, tao với mày không hề biết. Anh
À, anh hai nói cho mày biết, tôi nó quen nhau rồi nhỏ rồi, bộ bịch cũng được mấy năm nay rồi. Nó là con của ông bác sĩ nổi tiếng trên Sài Gòn á. Nhà quyền quý người ta chơi với nhà quyền quý. Mày bỏ ý định nó đi. Người ta không nghĩ tới con nhỏ nhà quê như mày đâu Mỹ Lan. Đúng rồi, người ta thật là xinh đẹp, sang trọng. Chắc không phải vậy đâu anh hai. Tại sao lại phải như vậy? Hả? À, tao nói dốc mày làm cái gì? Tao biết hết. Tại mày ngu lắm, mày yêu nó nên mày không biết thôi. Nghe lời anh hai nè, đừng có tư tưởng tới nó nữa. Quên nó đi. Nó là người xấu. Rồi, tao vô đang ngủ rồi. Con anh bữa giờ sao rồi? Anh đi mà hỏi nó. Cũng may á, là con anh nó cũng dễ. Em không có bị ngán gì hết trơn á, cho nên em cũng khỏe. Mà hơn hết á, là không có ai biết hết đó anh. Vậy hả? Ừ. Con nó ngoan, giống cha nó. Nhất định anh sẽ cưới em. Vợ chồng mình sẽ rất là hạnh phúc. Nhưng còn cô gái kia thì sao? Cô ta có phải là vợ sắp cưới của anh không anh Dĩ? Sao anh lại lừa dối em? Nhưng mà biết đâu, Triệu Dĩ không yêu cô ấy, anh yêu hai mẹ con mình thì sao? Sao anh vô tâm với hai mẹ con em vậy? Giờ em biết phải làm gì đây, ngoài đợi chờ anh một cách mỏi mòn, tuyệt vọng như vậy. Sáng sớm ra đây ngồi làm gì vậy? Tao ngồi đây để cho tâm trí tao thoải mái. Rồi thoải mái chưa? Bây giờ đi về, tao nấu canh chua cá lóc cho mày ăn cơm ha. Tao chưa muốn về, mày về trước đi. Mày không về thì tao sẽ ở lại đây với mày tới khi nào mày về thì thôi. Có phải mày buồn chuyện anh Dĩ không? Nếu nói với mày là tao chỉ có nhớ tía tao thôi là tao không đúng với lòng mình. Na nè, nếu như mai này tao có chuyện gì nhờ mày chăm sóc anh Sinh giùm tao nha. Mày nói gì nghe lạ vậy? Có chuyện gì là làm sao? Nói gì tầm bậy tầm bạ không à, giống như là đang gửi gắm vậy đó. Nói lại đi. Tao ngồi đây nhìn dòng sông của quê mình rồi nghĩ, nếu có chuyện gì xảy ra thì tao sẽ bước xuống đó. Mày khùng quá à. Đừng có nói lung tung nữa, không có được suy nghĩ bậy bạ như vậy. Thôi đi về, mày mà còn nói vậy nữa là tao cắt đứt tình bạn với mày luôn á. Đi về. Lan, lẹ lên. Tôi mà gặp thằng Dĩ á, tôi chửi thẳng vô mặt nó đó. Trên đời này á, tôi ghét nhất mấy thứ đàn ông mà có thói chăn qua. Đúng là cậu không có hiểu gì về mấy cái thằng công tử nhà giàu hết á. Một khi nó đã nói những lời đường mật với lại em Lan rồi á, thì cậu có chửi có mắng nó cái gì đi nữa thì em cậu cũng về với nó à. Bây giờ chỉ còn một cách.
đó là ngăn chặn tình cảm của hai đứa nó lại, thì sau này em Lan mới không khổ. Vì con Lan, chắc chắn tôi sẽ làm cách này. Tôi phải ngăn cản nó lại mới được. Cái gì đó? Cầm đi. Cậu cứ cầm về mà lo thanh toán bớt nợ nần. Tiền ở đâu mà giữ vậy? Thôi, tiền của tôi đưa cho cậu mượn. Chừng nào có trả cũng được. Thôi, tôi không dám lấy đâu, ngại lắm. Ngại cái gì anh em không à? Tôi đưa cho cậu mượn, khi nào có trả tôi cũng được. Đừng có ngại. Bây giờ nè, tôi muốn là cậu rót cho tôi một ly. Từ ngày tía đi, có biết bao nhiêu chuyện xảy đến với con? Tía có biết không tía? Sao tía lại dạy con bài hát buồn vậy tía? Không lẽ đó là điềm báo trước cho cuộc đời của con hay sao? Trời, con không ngờ là gặp chú ở trên này luôn á. Ủa vậy chứ cô Ngọc Anh nghĩ là người ở dưới quê thì là chỉ có ở dưới quê thôi hả? Con đâu dám có ý đó. Mà chú kiếm con có chuyện gì không? À, tại vì tôi có việc lên trên này, cho nên là má chồng của cô nhờ tôi đến thăm cô. Chú cứ chọc con hoài à. Nói chơi chứ tôi cũng có chuyện muốn nói cho cô. Cô xem đi. Tại sao chú lại đưa cho con những tấm hình này? Chú muốn con tức điên lên đúng không? Không phải như vậy đâu. Cô Ngọc Anh cũng biết là tôi thân với gia đình chị ba Xuân như thế nào mà. Tôi không muốn nhìn thấy chị ba tôi buồn. Mà chị ba tôi không muốn cô buồn nên giấu. Chứ còn tôi thì lại khác. Tôi thì nghĩ là chuyện gì mình cũng phải đối diện với nó để mà tìm ra cách giải quyết. Vậy thì chú muốn con phải làm gì? Làm gì với những bức hình này? Tôi nói yêu nhau á, chú thấy là thật. Thằng Dĩ suốt ngày cứ quấn quýt lấy con bé. Mà cũng phải thôi cô. Nhìn con nhỏ nó dịu dàng, xinh đẹp như vậy, đàn ông ai mà không thích. Vậy là anh ấy đòi chia tay với con vì con nhỏ này hả? Cái gì? Thằng Dĩ nó đã có ý định đòi chia tay với cô rồi hả? Chú chỉ nghĩ là thằng này nó chỉ chơi cho vui. Tệ thiệt cái thằng này. Mà cũng phải thôi cô ơi. Gu lạ mà. Nhìn nhỏ này nó hiền dịu nết na lắm. Cho nên thằng Dĩ nó nhìn nó mê liệt. Và cũng có thể là con nhỏ này nó đến với thằng Dĩ vì cái gia tài á. Chú nhìn coi, còn với nó, đứa nào hơn? Trong khi nó chỉ là một đứa con gái nhà quê, làm sao xứng đáng bước chân vào nhà Triệu Vĩ chứ? Thì
thì nhưng mà bây giờ nó là quê đó. Nhưng mà nếu mà để chuyện này nó đi xa hơn nữa thì sau này nó sẽ trở thành người thành phố thì sao? Nhưng mà nói như vậy thì cũng không đúng. Làm sao mà so sánh cô với con nhỏ nhà quê đó được, phải không? Nết na, hiền lành. Nết na. Cô phải bình tĩnh đã chứ. Chưa tự nói coi, bây giờ con phải làm gì với đống hình này hả? Tôi tới từng tuổi này không lấy vợ cũng đúng. Phụ nữ ghen quá. Đẹp đôi thiệt ta. Nhưng mà cô Ngọc Anh yên tâm đi. Hôm nay tôi gặp cô á là tôi cũng đã có cách giải quyết rồi. Và không ai khác, chính cô và cái này, nó có thể giúp được cô. Vậy thôi mọi người ơi. Chà, bữa nay ai cũng siêng năng lo làm mà quên hết giờ giấc luôn ta. Rồi, ê, tranh thủ làm mẹ đi. Về. Ừ. Đau lưng quá. Xong chưa? Đi về, đi về thôi. Thôi đi về. Thôi về bơi. Về đi đó, bụng quá. Đỡ tôi coi. Ủa, hai đứa không về hả? Định ở đây làm thêm nữa phải không? Trời ơi, làm thêm tiền để đâu chơi hết chị Mai. Vậy thôi chị về trước nha. Dạ. Ê, đi về Lan. Mày về trước đi. Trời ơi, trưa rồi. Mày làm gì mà cắm đầu cắm cổ làm hoài vậy? Thì mày cứ về trước đi. Tao làm xong cái này rồi tao về. Thôi mà, đi về đi. Không á, không xong chiều mày làm tiếp. Thì tao đã nói mày về trước đi. Tao mệt mày quá à. Vậy thôi, tao về đây. Sao giờ này em chưa về nữa? Dạ chú Năm, con ráng làm xong cái này rồi con về. Sao em cứ gọi anh bằng chú hoài vậy? Chữ anh với em nó khó gọi lắm hay sao? Nếu mà thấy khó quá thì gọi bằng Năm đi, được không? Dạ. Nói vậy thôi chứ Năm đang biết em đang chờ đợi ai mà. Mà chờ đợi chi cái ngữ đó, nó không có xứng đáng với tình cảm của em đâu. Chú Năm nói gì lạ vậy? Cứ làm bộ làm tịch hoài à. Năm biết hết. Nhưng anh cũng chờ đợi em, tại em không biết đó thôi. Thằng Dĩ nó đã có vợ sắp cưới rồi. Nó đi nước ngoài về là nó cưới đó. Ai cưới thì kệ người ta, mắc mớ gì tới chú. Mà sao chú cứ xen vô chuyện của tôi hoài vậy? Thôi tôi đi về. Nè, tại sao em cứ vô tình với Năm hoài vậy? Năm thương em thiệt mà. Mà em chờ đợi anh chi cái thứ công tử con nhà giàu quất ngựa tri phong đó. Làm vợ Năm đi nha. Lên. Lên. Ông làm gì Lan vậy? Làm cái gì là làm cái gì? Muốn cái gì? Muốn cái gì? Cương hả? Cho lên bác sĩ Cường bây giờ. Lan, sao Lan chưa về nữa? Cha nội đó có làm gì Lan không? Đi về đi, tôi tới tôi rước Lan về nè. Giờ này mà còn làm gì nữa? Lan còn ngồi đây thế nào chả vô chả cũng thả về nữa à. Không có tôi bảo vệ cho Lan đâu. Ông đừng có xen vô chuyện của tôi nữa được không? Ông đi về đi, để tôi còn làm. Lan, ông có làm gì Lan không? Lan có bị sao không? Sao trăng gì? Ông đi về đi. Ông đi về đi. Lan đuổi thì tôi đi về.
Tôi vừa mới bước vô là gặp mặt thằng cha Năm Hương liền. Trả nhìn mặt tôi là trả dội liền, văng ra liền. Mà nói thiệt, mặt trả ưa không nổi à. Vậy rồi con Lan nó có tâm sự gì với ông không? Tâm sự gì đâu. Đi vô nhìn thấy mặt Lan buồn buồn, lầm lầm, lì lì. Mới mở miệng hỏi con câu à, là chửi xối xả vô mặt tôi luôn. Chuyện của Lan đừng có xen vô, xong rồi đuổi tôi về luôn. Tội nghiệp con Lan, mới hương được một tháng mà bao nhiêu chuyện xảy ra với nó. Nó cứ im im, tôi hỏi gì nó cũng không thèm nói nữa. Hôm bữa nó nói quở là đòi đi xuống sông gặp Hà Bá đó. Tôi nghe nó nói mà tức cũng trào máu luôn. Cũng phải thông cảm cho Lan. Lan còn đang buồn chuyện Bác Tư, rồi cộng thêm chuyện ông Vĩ đi xa nữa. Ủa mà chừng nào ông Vĩ về vậy? Ai mà biết được. Đi là mất tâm luôn, không thèm gọi điện hay gửi thư gì về cho con Lan nữa. Đó thấy chưa, tôi nói hai người lúc đầu rồi, mê trai thành phố làm gì không biết nữa. Được cái đẹp trai ga lăng, được cái bề ngoài không à, sống không tình cảm một chút xíu nào hết. Thôi đi, ông biết gì mà nói. Bây giờ phải nghĩ coi có cách gì làm cho con bạn mình nó vui lên không kìa. Tiễn ông đi, ông phải hiểu cho tôi. Tôi sẽ tìm cách giúp đỡ các con ông. Nhưng nếu để Mỹ Lan làm dâu nhà tôi, điều đó không thể xảy ra được. Xin đừng giận tôi. Con trai tôi nó chỉ ham vui nên mới quen con gái của ông. Chứ nó đã có hôn thê ở Sài Gòn rồi, nên tôi không thể để thằng Vĩ đến với cháu Lan được. Xin lỗi ông, nhưng tôi thề, dù bất cứ chuyện gì xảy ra, tôi cũng không cho phép con trai tôi đến với cháu Lan được. Xin lỗi ông, ngàn lần tôi xin lỗi ông. Nó không thể bỏ vị hôn thê của nó ở Sài Gòn được. Ông ơi, mong ông tha lỗi cho. Dạ con. Chào cháu. Cháu vô nhà đi. Dạ. Vô nhà. Vào đây đi cháu. Hương à. Dạ. Khỏi đóng cổng nha. Dạ. Cháu tới có chuyện gì? Dạ con. Con tới kiếm anh Vĩ. Thằng Vĩ nó đi công tác nước ngoài chưa về. Mà có chuyện gì cháu phải hỏi thằng Vĩ, cô có thể giải quyết được không? Dạ, con biết anh Vĩ đi nước ngoài. Con chỉ định ghé ngang qua hỏi bác khi nào anh ấy về thôi. Dạ, con có chuyện quan trọng muốn... Những chuyện của thằng Vĩ có liên quan gì tới cháu mà hỏi? Dạ, vậy thôi, con xin phép bác con về. Khoan đã.
sẵn cháu đến đây hôm nay, tôi có chuyện này muốn nói với cháu. Và tôi chỉ nói một lần là cháu hiểu rồi. Thằng Dĩ có hôn thê ở Sài Gòn, tụi nó chuẩn bị làm đám cưới đó. Tôi mong là cháu phải biết tự trọng mà rút lui. À, nếu cháu cần tiền, cần bao nhiêu nói đi, tôi cho. Dạ, dạ, con xin phép con về. Triệu Dĩ ơi, anh đang ở đâu? Sao không xuất hiện hả? Anh có biết trong lúc này em cần anh lắm không? Đây con. Dạ, con cảm ơn bác. Con xuống mà không báo trước để bác chuẩn bị. Dạ, có gì đâu bác. Bác coi con như là con cháu trong nhà là con thấy vui lắm rồi. Với lại, bà con vừa mới đi công tác ở nước ngoài về, có ít xăm nhung về biếu bác, cho nên sẵn còn xuống thăm bác luôn. Mà anh Vĩ đi lâu chắc bác buồn lắm hả? Ừ, cái thằng đó nó đi là nó đi biệt tâm mà. Có con xuống là bác vui lắm đó. Dạ. Bác, công nhận đồ ăn ở dưới quê mình tươi ngon ghê á. Nãy giờ con ăn thấy món nào cũng ngon hết á. Nếu mà ngon thì ăn thêm nữa nha. Đây. Dạ con cảm ơn bác. Ăn nhiều vô. Dạ được rồi, con cảm ơn bác nhiều. Đây con. Bác chu đáo quá. Người ta nói những đôi tình nhân đi bên nhau, trời bất chợt đổ mưa, thì tình yêu của họ đẹp lắm, bền vững lắm. Vậy mà lẽ nào anh lại tệ bạc với em như vậy? Bây giờ xung quanh em xảy ra bao nhiêu chuyện, bao nhiêu lời nói ra nói vô vậy anh? Em biết tin ai bây giờ? Sao anh lừa dối em? Anh có vị hôn thê rồi mà còn tìm đến em làm chi vậy anh Dĩ ơi? Chào cô. Nhìn cô cũng nặng tình quá ha. Cô là... sao cô đến đây? Cô giấu giếm cái đó làm cái gì? Chắc cô cũng biết tôi là ai mà. À mà thôi, để tôi tự giới thiệu. Tôi tên là Ngọc Anh, vợ sắp cưới của anh Vĩ đó. Cô thương anh Vĩ lắm hả? Tội nghiệp cô. Cô cũng chỉ là trò chơi của anh chàng đào hoa của tôi thôi. Thôi cô đừng có buồn. Cô cũng không phải là người duy nhất đâu. Nhưng mà cô đẹp hơn tôi tưởng tượng đó. Hèn chi anh Vĩ cứ quấn lấy cô. Cô muốn gì? Cô nên thôi mơ tưởng cái tình yêu hảo huyền đó. Thôi mơ tưởng về cái gia tài kết xù đó đi. Đũa móc mà chòi mâm son hả? Cô không được xúc phạm tôi như vậy. Cô ra khỏi nhà tôi đi. Khoan đã. Xúc phạm? Ai xúc phạm ai? Đi quyến rũ, dụ dỗ chồng sắp cưới của người khác, đó có phải là xúc phạm không hả cô thôn nữ? Cô đi ngay cho. Muốn gì á thì cô đi mà nói chuyện với chồng sắp cưới của cô kìa.
cô nâng niu làm gì cái hạnh phúc nhỏ nhoi mà không phải là của mình. Cô trả lại cho tôi, cô đừng có quá đáng như vậy. Trả cho cô đó, thứ mà cô nâng niu thì người ta giữ gìn như vậy đó. Ở đâu, ở đâu mà cô có những bức hình này? Ở đâu à? Cô nghĩ coi, một người đàn ông lén lút qua lại với một người con gái khác, bị vợ mình phát hiện, thì cô nghĩ anh ta sẽ làm gì? Không phải là thề sống thề chết rồi cũng ngoan ngoãn giao nộp những cái kỷ vật như thế này hả? Cô hiểu rồi chứ? Vậy những tấm hình này đâu còn ý nghĩa gì với cô nữa đúng không? Cô lòi cái đuôi hồ ly ra rồi hả? Định dở thói côn đồ sao cô thôn nữ? Người bị tát xứng đáng nhất chính là cô đó. Không phải tôi rảnh để xuống đây đùa giỡn với cô đâu. Tôi nói lại một lần cuối, nếu như cô có lòng tự trọng thì cô hãy buông tha cho anh Vĩ đi. Cô không có xứng đáng đâu. Nếu như cô nghèo khó quá cần tiền thì cứ nói tôi sẽ giúp. Cô đi ra khỏi nhà tôi. Cô đi đi. Cô đi đi. Tôi cũng không rảnh ở đây làm gì đâu. Nhiêu đó là đủ rồi. Cô nhớ đó. Trời ơi. Nhỏ này đi đâu không biết nữa. Cửa nẻo thì không đóng, nhà tối thui mà không chịu bật đèn lên. Thiệt tình à. Mỹ Lan, làm gì ngồi đó vậy? Ngồi trong nhà xong mở đèn lên, để nhà cửa tối thui à? Dạ không có gì, em mệt quá nên chưa kịp mở đèn thôi. Anh hai ăn gì không? Để em nấu cho anh hai ăn. Thôi khỏi được rồi, tao có hẹn anh Tài một chút đi nhậu. Anh Hải biết hết mọi chuyện của mày rồi, nhưng mà nghe lời anh hai nè, không có được khóc nữa. Kệ nó đi, nghe không? Không có được khóc nữa. Thằng khốn nạn này nè, cũng may là thấy được sớm khuôn mặt sở khanh của nó đó. Chuyện của em anh hai đừng có nói nữa. Nhưng mà nhìn bộ dạng của mày như vậy anh hai chịu không được. Anh hai cho mày nín đi. Mẹ nó, anh đừng có như vậy có được không? Nó mà về đây á, tao giết nó chết chứ. Anh đừng có nói nữa mà. Bỏ đi, tao không nói nữa. Tao đi à.
tía ơi, con khổ quá tía ơi. Sao em khóc vậy? Có anh Năm Hương đây rồi, em đừng có sợ. Ông tôi ra. Ông muốn tôi ra. Trời ơi, anh Năm đây chứ không phải ai xa lạ đâu mà. Em sợ làm chi? Bắt người ta. Bị Lan, chịu anh Năm đi nha. Anh thương em mà. Bị Lan. Ông tôi ra. À. Ông tôi ra. Bắt người ta không. Bình tĩnh lại em. Mày đi ra khỏi nhà tao. Anh Năm thương em à. Em bình tĩnh đi, nghe anh Năm nói. Anh Năm giết mày. Đi đi, anh Năm đi. Tao giết mày. Nếu nói với mày là tao chỉ có nhớ tía tao thôi là tao không đúng với lòng mình. Na nè, nếu như mai này tao có chuyện gì nhờ mày chăm sóc anh Sinh giùm tao nha. Mày nói gì nghe lạ vậy? Có chuyện gì là sao? Nói gì tầm bậy tầm bạ không à? Giống như là đang gửi gắm vậy đó. Nói lại đi. Tao ngồi đây nhìn dòng sông của quê mình rồi nghĩ, nếu có chuyện gì xảy ra thì tao sẽ bước xuống đó. Giờ khuya quá rồi. Qua bển biết nó còn thức không? Mà bắt con kêu cửa bị ông Sinh nhăn nhó nữa. Thôi để sáng mai mình chạy qua sớm. Mình nghĩ chắc nó buồn rồi, nó nghĩ bậy bạ thôi. Bác Tư ơi, Bác Tư. Bác Tư có linh thiêng á, Bác Tư phù hộ cho con Lan nó được bình an nha Bác Tư. Nó, giờ này sao chưa đi ngủ, còn lẩm bẩm ngoài đó gì nữa. Khuya rồi nha. Dạ, con vô ngủ liền. Bác Tư ơi, Bác Tư. Bác Tư nhớ phù hộ cho con Lan nha. Con đi vô con ngủ trước, má con la. Tiếc tạc trong bao tiếc nuối để yêu thương xa thật xa. Nếu nỗi nhớ tan trong quên buốt xa và thời gian sẽ qua. Cố xứ lấy dù chỉ là nước mắt để ngày mai được khóc sâu một màng. Và giữ lấy dù chỉ là những nỗi xót xa mơ. Hãy những rơi trong nỗi buồn, hay là ta trong lỡ làng. Cuộc đời như con nước cuốn, trôi giạt về đâu, về đâu. Đừng để những ký ức là tiếc nuối, đừng để yêu thương nơi xa khuất chân trời. Đừng để ta tan trong con sông buốt xa, cô đơn giữa muôn trùng quên lãng. Dù cho tháng năm kia đổi thay, dù cho bao mong manh mãi nơi đây, dù nỗi đau theo muôn ngàn kiếp sau. Thank you.
Anh Sơn, anh Sơn, ông này nồng nặc mùi rượu à? Tối hôm qua chắc uống nhiều lắm phải không? Con Lan đâu rồi anh? Lan, Lan. Ủa nó đi đâu rồi ta? Con này, đi đâu rồi ta? Trời ơi, cái bàn thờ đấy lạnh tanh vậy đó. Khi những người thương yêu nhất của tôi đọc được lá thư này, cũng là lúc tôi ra đi mãi mãi. Tôi chỉ là một người con gái bình thường, nhưng sao những mất mát, đau khổ lại thi nhau đổ xuống đời tôi. Má, tía qua đời, người mà tôi yêu thương cũng lừa dối, xem tôi như một trò chơi tiêu khiển. Tôi không còn niềm tin trong cuộc sống, tôi không chịu nổi bất cứ sự sỉ nhục nào nữa. Tôi nghĩ mình sắp quá đi và tôi muốn chết. Lan, anh xin, anh xin dậy đi anh xin, ngồi dậy đi anh xin, con Lan nó có chuyện rồi xin ơi. Con Lan nó làm sao? Nè anh đồng đi. Cái gì vậy? Em biết nó đang ở đâu, đi theo anh nhanh lên. Trời nhanh ơi lên. Lan ơi là Lan. Lan ơi. Noan, xong, anh xin mọi người ở lại mạnh giỏi và hãy cố gắng sống cho tôi. Noan ơi, hôm trước tao có nhờ mày chăm sóc cho anh xin. Mày đừng làm tao thất vọng nha. Ảnh hay uống rượu, lại nóng tính. Có gì mày khuyên ảnh giùm tao. Còn sao, sau khi tôi đi rồi, ông cũng đừng có lo nhậu nhẹt. Phải lo làm ăn, rồi cưới con đó. Hai người có thứ vợ chồng đó nha. Anh xin, em xin lỗi. Em dại dột nghe lời người ta, nên bây giờ không còn mặt mũi nào để sống nữa. Anh tha lỗi cho em nha. Vậy là... Anh Bảy, tắt máy rồi về nghỉ ăn cơm trưa đi. Lát nữa đi tìm tiếp. Rồi rồi. Ông ăn cơm đi. Hôm qua giờ ông có ăn gì đâu. Thôi, tôi ăn không vô. Tìm hoài mà không thấy tâm hơi gì hết á. Bà có đem theo nước uống không? Đây nè. Cảm ơn. Sao ngồi thẫn thờ quá vậy? Ông định tìm tới khi nào nữa hả sao? Tìm tới khi nào thấy thì thôi. Hôm nay anh xin không đi tìm với ông hả? Không. Ông với tôi tìm hai ngày hôm nay rồi mà không có thấy. Hồi sáng này ông có ra, ông nói nước chảy xiết quá, chắc xác cũng trôi mất rồi. Hôm nay ông có ra lập mộ gió để thờ cúng. Ừ, lát nữa tôi chạy qua phụ ông. Mà ông sâu nè, ông có tin là con Lan nó chết không? Có khi nào nó còn sống không ông sâu? Tôi không tin đâu. Tôi không tin như vậy đâu. Tại sao nó đi mà nó không nói với mình một lời nào hết vậy?
Lan nó ác lắm. Chắc My Lan chết thiệt rồi Noa. Nó đi là đi vậy đó, không có nghĩ cảm giác con người ở lại là sao. Nhất định tôi sẽ tìm thấy xác của My Lan. My Lan, tại sao mày lại dại dột như vậy? Tại sao mày lại đi, mày bỏ anh hai vậy hả? Mày đi mà mày không nói cho anh hai một tiếng nữa, mày không cho anh hai nhìn mày được một lần nữa là sao hả Lan? Tía ơi, má ơi, em con nó dại dột, tía má phù hộ giùm nó nha tía má. Thằng Triệu Dĩ, tất cả cũng chỉ là do mày. Mày mà về đây tao sẽ không tha cho mày đâu. Anh làm cái gì vậy? Anh làm cái gì vậy? Uống rượu, uống rượu, uống rượu, suốt ngày uống rượu hoài. Ngoài ăn nhậu ra anh không biết làm cái gì hả? Bữa đó hả, nếu anh không ham ăn nhậu thì chưa chắc thì My Lan đã chết. Ăn nhậu, ăn nhậu. Sao? Ông làm gì ông la anh xin dữ vậy? Bà im đi, bà biết cái gì, để tôi nói. Mày để cho nó nói. Anh cho tôi nói đúng không? Anh cho tôi nói đúng không? Tôi nói cho anh biết nha. Từ lúc Bất Tư chết tới bây giờ anh làm cái gì? Suốt ngày đi ăn nhậu, ăn nhậu. Nợ nần chồng chất cả nhà, một mình My Lan trèo trống hết. Anh làm cái gì để giúp đỡ san sẻ cho My Lan? Suốt ngày chỉ biết đi ăn nhậu thôi à? Anh nên xin cái gì? Anh nên tử gì có? Tại trước khi đi My Lan nói là phải chăm sóc bảo bọc cho anh, chứ không ấy tôi bỏ phế anh luôn rồi. Sao à? Anh xin cũng đang buồn mà, ông làm gì mà dữ vậy? Hai đứa ở nhà đi, anh lên chùa kiếm thầy, chiều về tụng kinh cho nó thanh thản. Anh ăn cơm đi rồi đi. Ông điên rồi hả sao? Anh xin á, anh cũng buồn thối ruột mà, làm gì mà la người ta dữ vậy? Tại tôi tức quá, tôi phải nói cho ông biết chứ. Thôi đừng có tức nữa, đi ra thăm mộ Mỹ Lan với tôi nè. Lan ơi, sao số mày khổ quá vậy nè, chết rồi mà cũng không tìm được xác nữa, chỉ còn mỗi cái mộ gió này thôi. Bây giờ muốn làm một cái đám ma cho mọi người tới giếng mày mà cũng không được nữa. Sao chiều ông chở tôi đi chùa cầu siêu Trương Lan nha. Ờ, biết rồi. Bây giờ tôi về. Ờ, tôi đốt xong với tiền nhà bạc rồi tôi cũng về à. Tao đi nha Lan. Lan, sao Lan đi mà không nói với Sâu một tiếng nào hết vậy? Mấy ngày nay Sâu đi tìm Lan khắp nơi, Lan có biết không? Tìm quá chừng luôn mà tìm không có thấy. Lan ở đâu? Lan về đi Lan.
Ba đứa bạn thân mình hồi nhỏ vui quá mà. Tình cảm đó bây giờ khác rồi. Cháu, cháu yêu Lan, Lan có biết không? Lan có biết đó là lúc mà cháu nhìn thấy Lan yêu người khác, biết cháu buồn đến cỡ nào không? Trái tim cháu như thế nào không? Tôi không tự tử thì thôi, làm gì Lan tự tử? Lan còn dại dột hơn tôi vậy. Alo, Ngọc Anh đó hả? Ừ, bác khỏe mà. Bác biết rồi. Ừ, Ngọc Anh nè, sáng mai dĩ nó về nước đó. Con hãy giữ nó ở lại thành phố chơi vài ngày. Về quê một cái là tham công tiếc việc đó con à. Bác muốn hai đứa vui vẻ chứ có cấm cản gì đâu. À, mà con cũng thiệt là phải tập gọi là má cho quen chứ. Rồi, rồi ha con ha. Ờ. Vậy là mai nó về rồi. Không biết nó có chịu đựng nổi không khi hay tin con Lan tự tử. Nghĩ cũng tội con nhỏ. Con gái gì mà lụy tình quá không biết. Mình lại gây ra tội nghiệt rồi. Thiệt. Thưa tía má mới về. Cái gì vậy? Làm gì con mới về nhà mà tía má nhìn mặt con căng thẳng quá vậy? Không khí trong nhà ngột ngạt khó chịu quá. Mới sáng sớm mà mày ăn nhậu be bét vậy hả sao? Lúc này tao thấy mày không được rồi đó nha. Trời ơi, thì ông để từ từ. Để nó ngồi xuống đã. Ngồi xuống đi con. Tía nói gì mà con không được? Con làm cái gì mà tía nói con làm không được? Chuyện gì? Chết tới nơi rồi, ở đó mà từ từ. Hả? Chết gì nữa? Ai chết nữa tía? Thì cái nhà này chết chứ còn ai nữa. Mấy ngày nay á, mày có lo làm ăn gì đâu. Hết đi tìm xác con Lan á, còn không á thì sáng sớm đi tìm đồ nhậu, chiều tối mịt mới về, lúc nào cũng say xỉn. Mày tìm xác con Lan á thì cũng được đi, cho trọn tình trọn nghĩa với bạn bè. Còn cái việc ăn nhậu này nè là tao không đồng ý đó nha. Con à, con có biết nhà mình đang khó khăn lắm không? Sao con không biết được? Con đâu có bị khùng đâu mà không biết. Nhưng mà giờ tía má ơi, con buồn quá. Bây giờ con nhậu con xỉn, con về con ngủ. Hay là bây giờ con buồn quá con tự tử cho tía má vui lòng. Con đi ngủ đây. Con đó, bà coi đó, tại bà nuông chiều nó mới vậy đó. Ông đó, hễ có chuyện á là ông đổ thừa cho má con tôi à. Sau những lúc á ông mượn thằng nhỏ lội đồng lội ruộng mua lúa cho ông đó, sao ông không biểu tôi nuông chiều đi? Thôi tôi không cãi với bà nữa. Bà vô chuẩn bị đồ cho tôi đi Cần Thơ liền đi. Nè nè. Từ từ chứ, bộ tính dành hết rượu của người ta hay sao vậy? Thôi, đừng có buồn nữa, chuyện gì rồi nó cũng qua. Tôi không chỉ buồn, mà tôi còn hận nữa kìa. Ủa, xin hận cái gì? Tôi hận cái lũ nhà giàu. Mẹ nó, nó chỉ biết có tiền không à. Nó không có ai cái gì hết. Thằng chịu chỉ nó mày về đây, tôi giết nó tại chỗ luôn á. Bậy bậy. Xin phải bình tĩnh lại. Cái ngữ người đó thời nào mà không có. Bây giờ xin nóng lên, không kiềm chế được, xin giết người ở tù Mọt Gông. Vậy chú nói đi, bây giờ tôi phải làm cái gì hả chú Năm? Bây giờ xin á, nghe Năm kể về cuộc đời của Năm nè, rồi lúc đó xin hiểu xin phải làm cái gì. Chú kể đi. Hồi nhỏ tôi ở đợ cho nhà chồng của bà Ba Xuân. Trong một lần tắm sông, tôi cứu mạng được ông Phú, rồi được ông tin tưởng
đối xử với tôi tử tế hơn. Lớn lên, ông Phú ông coi tôi như là anh em của ông vậy. Ông giao cho tôi cái quyền cai quản. Vậy chú sướng quá rồi, chú còn muốn gì nữa? Nhìn thì tưởng sướng. Đó, cũng vì cái cảm giác được coi là anh em. Má, tôi đã tận tâm tận lực cho cái nhà ông Phú hơn 20 năm. Để rồi cuối cùng tôi được cái gì? Một thằng ở đợ không hơn không kém. Chưa kể lúc mà ông Phú chết, cái thời mà mới giải phóng, một tay cái thằng Năm Hương này bảo vệ cho cái nhà máy khỏi bị nhà nước trưng thu. Tôi làm ngày làm đêm cho cái nhà máy này giống như là của ông bà, ông giải tôi để lại. Bây giờ một thằng nhóc nó mới lớn lên, ánh mắt nó nhìn tôi như một thằng ở đỡ. Má, mà đúng rồi là một thằng ở đỡ. Chú Năm cũng tâm trạng dữ ha. Đời mà chú Năm nó phải khốn nạn như vậy chứ. Tôi công nhận á, chú cũng giỏi thiệt. Giỏi cái gì? Nhà giàu á, người ta có cơ hội để làm giàu thêm. Cái đống của cải đó, nếu mà biết làm ăn đàng hoàng, tiền nó đẻ ra tiền. Mà chú Năm, tôi nói thiệt nha, từ nãy tới giờ chú nói á, tôi không hiểu là chú biểu tôi làm cái gì hết. À, mình tận dụng cái đống của cải đó để mình làm cơ hội cho mình. Chú đừng có nói là chú muốn xúi tôi. Tầm bậy. Mình chỉ coi đó như là cơ hội của mình thôi. Yên tâm, theo anh Năm đi rồi sẽ biết. Ừ. Ê, từ nãy tới giờ chú cứ nói vòng vo hoài, tôi không hiểu gì hết á. Mà nè, tôi nói trước, tôi không có làm bao cái chuyện phi pháp đâu nha. Yên tâm. Ủa, mà cậu không muốn trả thù cho em gái của cậu hay sao? Anh Vĩ mới về. Dạo này nhìn phong độ quá nha. Con mới về hả? Ừ, lên thay quần áo đi rồi xuống ăn cơm với má nghe. Chuyện ruộng lúa bây giờ đâu? Sao má không nói cho con biết? Ừ, thôi thôi, chuyện này rồi từ từ nói con. Từ từ cái gì mà từ từ hả má? Bao nhiêu ruộng mày tan hoang má có biết không? Còn chú Năm nữa, trước khi đi con đã nghi rồi. Con dặn có gì báo cho con biết liền. Gọi về lần nào con hỏi cũng nói với con có một câu hả? Bình thường bình thường. Tại vì má với chú Năm nghĩ là con đang ở bên đó, nói vậy rồi phân tâm, con không có yên tâm mà lo công việc ở bên đó được. Cái này không phải là công việc hả má? Con tập quấn ở bên đó cũng là để tìm cách xử lý mấy cái vụ này. Phải chi má báo con biết sớm thì con có cách giải quyết rồi. Nhưng mà chuyện lỡ rồi mà con. Đối với má thì chuyện đã lỡ. Mùa này bao nhiêu người không có cơm ăn má có biết không? Con nói như vậy thì bao nhiêu tiền của gia đình mình đổ vô trong đó mà má không xót sao? Tại sao con lại nói với má những lời như vậy? Nói như má, con không làm nữa. Gì? Gì? Nói, anh mới về nè, khỏe không? Có Lan ở nhà không, cho anh gặp Lan đi. Còn Lan nó không có nhà, với lại nó cũng không muốn gặp anh đâu. Anh đi về đi. Ủa sao tự nhiên em lại cọc cằn với anh như vậy? Anh biết, anh xin lỗi nha. Đây cũng là một phần lỗi của anh. Nếu như không phải anh thì ruộng lúa của bà con không có ra nông nổi như vậy.
Em cho anh gặp Lan đi, anh sẽ giải thích tất cả với Lan mà. Tới bây giờ mà anh còn vô tư như vậy được đó hả? Anh muốn gặp Lan đúng không? Anh đi theo tôi. Nó, nó. Đây là mộ của Lan đó, vừa lòng anh chưa? Em nói cái gì vậy nó? Em đang giỡn với anh phải không? Tôi giỡn với anh làm gì chứ? Đây là mộ của con Lan đó. Trời ơi, anh kêu trời là cái gì nữa hả? Anh coi chừng trời đánh anh đó. Cũng tại vì anh mà con Lan nó mới ra nông nỗi này. Cũng may là ông trời bắt anh còn sống để cho anh phải gặm nhấm nỗi đau này, để cho anh hận hận cả đời vì cái thói phản bội lừa tình của anh. Con Lan ra nông nỗi này tất cả là tại vì anh hết đó. Nói cho anh biết, tại sao Lan chết? Tại sao vậy? Thủ thầy! Mày á, mày, mày đang làm cái gì nữa hả? Mày đừng mà, nó có đánh nữa mà, xin ơi. Mày đang làm cái gì nữa hả? Đừng mà, xin ơi. Mày đi về đi. Mày đi về, biến nghe cho tao. Anh xin. Mày đi về đi. Mày làm sao còn làm thương cho mày đâu? Đừng có đánh anh nữa mà. Anh xin ơi. Mày đi về đi. Anh xin, em xin anh mà. Anh xin. Chuyện này là sao vậy anh xin? Mày im đi! Mày đừng có gọi tao là anh nữa! Anh xin! Đi đi! Anh xin ơi! Đừng anh muốn biết mọi chuyện như thế nào đúng không? Nhưng mà trước khi kể cho anh nghe, tôi muốn tặng anh cái này nè! Đồ khốn nạn! Mày đi về đi! Đi đi! Đi! Lan ơi! Lan ơi đừng bỏ anh mà! Lan ơi đừng bỏ anh! Lan ơi đừng bỏ anh mà! Lan ơi! Lan ơi! Dạ, dạ cậu! Tại sao cô không chuyển những lá thư của tôi gửi gì cho Mỹ Lâm? Dạ, dạ em không biết. Cô không biết là sao? Mấy bức thư đó đâu? Dạ, em không biết. Tại vì không biết, mấy bức thư đó đâu? Cô gì? Dạ, dạ chú Năm giữ đó. Có chuyện gì vậy? Tại sao chú lại giữ những lá thư tôi gửi cho Mỹ Lâm? Nói nữa, tôi biết hết rồi. Chắc tôi đúng là tàn ác mà. Thì ra bao nhiêu thư từ, bao nhiêu cuộc điện thoại tôi gọi vậy? Các người nói là Mỹ Lan bị này bị nọ, cả làng bị nhìn sâu, rất bất sang bờ. Các người nói là bình thường. Các người làm vậy để làm gì? Hả? Cậu bình tĩnh lại đi. Chú Năm à, chú xen vô chuyện riêng của tôi để làm gì vậy? Gạt Mỹ Lan, nói là tôi sắp lấy vợ, để Mỹ Lan chết oan ức. Tại sao vậy? À, tại sao? Cậu vậy, cậu vậy, tôi chỉ làm công, tôi chỉ làm công thôi. Tất cả những chuyện đó là do tất cả má làm là chỉ vì con. Vì con? Lúc nào mà cũng nói là vì con. Vậy có khi nào mà để ý đến cảm giác của con không? Từ nhỏ đến lớn, con học gì, chơi gì cũng theo ý của má. Chưa vừa lòng mà sao hả má? Bây giờ con lớn rồi, cuộc sống riêng tư của con cũng bị má tàn phá là sao hả má? Con muốn biết thì má nói luôn. Má không muốn con giao du với hạng người đó. Cô gái đó, hạng người đó sẽ không bao giờ là con dâu nhà này, không bao giờ được bước chân vô nhà này. Hạng người đó là sao hả má? Đó là người con yêu. Con muốn cô ấy sau này làm vợ con. Con muốn sống với cô ấy suốt đời. Cô ấy là vợ của con. Má lúc nào cũng nói là gì con.
Nhưng mà tất cả những gì má làm là vì má hết, má ích kỷ, má hại chết con người ta rồi, má có biết không? Gì? Con sẽ lên Sài Gòn liền. Con không thể nào ở đây thêm một giây phút nào nữa hết. Gì? Để em chạy theo em kêu cậu nghĩ lên đi. Kể nó đi. Đây là lần đầu tiên nó dám cãi lời tôi. Chú tới đây có chuyện gì không? Dạ chị ơi, bây giờ chị mà chị nghĩ đi, để lúc khác em nói cũng được. Chú cứ nói, không sao đâu. Dạ. Chị ơi, chị biết rồi đó, tình hình bây giờ xấu quá chị. Xấu là sao? Chị biết rồi đó, bây giờ mình đã hết tiền bạc rồi. Vốn liếng thì mình đã chôn vô mấy cái đám ruộng rồi. Hàng tồn kho mình không có bán được. Sáng nay em đi thu tiền mấy cái đại lý, không có lấy được đồng nào hết. Còn bên ông Phong với mấy cái đại lý khác thì chưa có lúa. Vậy rồi không lẽ giờ nhà máy mình cứ nằm không vậy hoài sao chị? Chắc chết à. Tôi biết rồi. Nhà máy ở Sài Gòn cũng không khá hơn. Sản xuất thì cầm chừng. Các cổ đông thì đang rục rịch rút vốn. Thôi chú cứ đi lo công việc của chú đi. Từ từ rồi tôi tính. Dạ chị. Chị ơi. Chị ráng giữ gìn sức khỏe, chuyện đâu còn có đó nha chị. Dạ. Dạ. Lẽ nào là nhân quả? Sao? Khỏe không? Ông là ai mà biết tên tôi vậy? Trời, Long nè. Long nào? Bạn mày nè. Nhỏ hay đánh lộn á, quên à. Quýnh lộn cái khỉ khô, mày Long đúng không? Hồi đó mày toàn đánh tao không, chứ tao đánh lộn mày hồi nào? Bữa nay mày qua gặp tao làm gì, muốn đánh lộn đúng không? Bữa nay mày đánh cho tao đánh lại luôn á. Chuyện hồi xưa, bỏ qua đi. Mày ngồi với ai vậy? Có bạn bè gì kia qua, kia qua hết đi, tao bao hết cho. Càng đông càng vui. Không. Ngồi cái em bạn. Bạn nào như vậy? Không, bạn của Long. Mà sao mày buồn quá vậy? Ngồi con mình đây vậy? Buồn cái gì? Buồn là buồn chị của tao. Hồi nãy giờ tao uống hoài mà không thể nào hết buồn được. Có gì đâu mà buồn. Làm sao không buồn được? Hồi nãy giờ tao uống quá trời uống luôn mà vẫn chưa dơi nói buồn. Bây giờ tao có cái này làm cho mày hết buồn nè. Có cái gì mà làm hết buồn? Chơi đi. Chơi đi. Bảo đảm hết buồn liền. Chị, tình hình bây giờ nó căng quá, giờ làm sao? Giờ tôi cũng rối quá. Đùng một cái xảy ra biết bao nhiêu chuyện. Ba cái vụ tín dụng đổ bể làm cho mình khó khăn về vốn. Tôi cũng lo không biết giải quyết sao bây giờ. Chị ba, lúa bây giờ thì đã cắt hết rồi. Hay là chị cho em đi thu nợ một vòng đi. Kệ nó được đồng nào hay đồng đó chị. Nợ của ai? Thì tiền mình cho nông dân vay đó chị. Lớp tiền mặt rồi lớp thì phân thuốc để mình làm vụ này nè. Không được, không được. Trời đất ơi, mình đã hứa với nông dân là sẽ thu cái vụ sau rồi. Tự nhiên bây giờ mình đòi coi sao được. Với lại chú à, bao nhiêu đó thì có bỏ bèn gì hả chú? Vậy chứ giờ tính sao chị?
thì bây giờ chuyện không muốn mình cũng phải làm. Bây giờ chú cho ngưng hết tất cả mọi công việc ngay đi. Bây giờ chú giải quyết mấy cái hàng tồn giùm tôi. Chị ba, ngưng hết là sao chị? Chú giải quyết cho anh em công nhân thêm một tháng lương, rồi thông báo là tạm ngưng công việc, không thời gian. Đóng cửa nhà máy, tất nhiên là phải cử thợ bảo trì nhà máy đàng hoàng. Khi nào các chủ lúa cung cấp đủ thì mình sẽ cho nhà máy chạy trở lại. Mai tôi về Sài Gòn, tôi sắp xếp ổn thỏa công việc trên đó rồi mình tính tiếp. Chưa bây giờ, càng làm thì chỉ có càng chết thôi. Dạ. Anh mới về. Anh, có chị Mai tìm anh đó. Mai nào? Chị Mai về quê đó. Dạ em mới tới. Em ngồi đi. Có chuyện gì không em? Dạo này trông anh ốm quá. Nghe nói là anh sắp cưới vợ phải không? Bộ em lên đây chỉ để hỏi anh câu này thôi đó hả? Em chỉ hỏi vậy thôi, chứ chuyện của anh em không có quan tâm. Và em cũng không rảnh mà đường đột tới đây để gặp anh đâu. Vậy có chuyện gì em nói đi. Phú Dĩ định bỏ quê luôn hả anh? Anh cũng không biết nữa. Chuyện đó là do má anh quyết định. Anh có biết ở dưới quê giờ ra sao không? Sau vụ mùa màng thất bát, làng quê mình giờ ảm đạm lắm. Hầu như nhà nào cũng bị mắc nợ hết. Không chỉ nợ nhà anh mà còn nợ ở bên ngoài nữa. Đồng ruộng thì bỏ hoang, không ai làm hết. Em không ngờ là mọi chuyện lại xoay chuyển nhanh như vậy. Bây giờ người ta rục rịch bỏ quê đi hết. Con trai thì bỏ đi làm phụ hồ, con gái thì đi may, đi bán cà phê ở trên thành phố. Chị thì sao? Đây, anh coi. Hai con nhỏ làm chung với em cũng đi lên thành phố để bán cà phê, rồi bị dụ đi bán bia ôm, bị công an bắt, báo người ta đăng hình đó. Đồng quê mình không còn xanh mướt như hồi anh mới về nữa. Anh còn làm được gì? Anh không muốn gì đó nữa. Nếu như anh còn tình cảm với Mỹ Lan, với làng quê mình, thì em nghĩ bây giờ anh là người có điều kiện nhất để làm cho quê mình xanh trở lại. Em đã rất sung sướng khi nghe được tâm huyết của anh với làng quê mình. Lúc ngồi chung xe với anh lên thành phố, sao bây giờ anh không tiếp tục thực hiện nó? Bây giờ anh sợ là mình không thực hiện được nữa rồi. Em nghĩ không có gì là không thể hết. Anh có tâm huyết, có học thức, có điều kiện tài chính, thì tại sao lại không thể được? Chỉ là anh không dám thôi. Một mình anh thì làm được gì hả em? Phải làm sao cho bà con mình sống được với ruộng vườn của mình thì họ mới bám quê. Đơn giản như việc bây giờ mình tổ chức lại cái xưởng đan, thì bà con vừa có công việc để làm, vừa có thu nhập, mở ra khả năng để trả nợ chứ. Anh sẽ suy nghĩ lại chuyện này. Thôi em về đây. Em về đi. Để anh tiễn em.